Đi Đà Phật hôm nay ngày 30 tháng 9 năm 2023, hôm qua mấy thầy trò làm Tết Trung Thu từ sáng tới chiều. Bây giờ cả thầy lẫn trò cũng lừ đừ, nó không ra hơi đúng không mấy con? Nhưng mà vui là quan trọng đúng không? Tình nghĩa thầy trò huynh đệ tỷ muội là trước tiên hy sinh về đại nghĩa. Mình có mấy clip lên mạng mệt mệt chút, nó lưu truyền nhiều năm cũng thấy vui, rảnh coi lại cũng thấy vui. Thì hồ bữa nay cũng khô cổ hai ngày qua thì sáng đến chiều, thì bữa nay sư phụ nghĩ ra cái chiêu này để sư phụ được làm khán giả một bữa. Mấy con sẽ là diễn giả và ca sĩ, sư phụ treo giải thưởng 1.000. Tiếp tục ngày qua cao không? Nếu nào ca hạng nhất thì 500, hạng nhì 300, hạng ba thì 200, hạng an ủi 100. Đó thì có 3 giải. Thì trong lúc mà ở đây thì Veronica sẽ điều khiển chương trình, sư phụ thì ở ngoài ba Kenny để bắt ma sư phụ để làm mấy cái chuyện mà những người muốn cần gặp riêng gì đó. Rồi mà thấy gì bữa nay ổn bữa nay không? Thứ hai nữa là vì có mấy đệ tử Houston qua thì cũng gặp tụi nó để cho nó vui, thầy trò lâu lâu đâu phải dễ gặp. Thì, tại vì Milpitas thua thấy thời tiết nguyên bữa nay nó u à. Thôi thì mình vô đây có máy lạnh, máy sưởi, có đồ ăn. Thường có dặn Trinh đừng có mang đồ ăn ra, mình có gì mình xạo đó, ở dưới nó có nguyên nhà hàng rồi con ăn 4 tô phở một lượt, không có nữa. Bữa đó là đói tự động xuống lầu, ăn 15 phút, 20 phút rồi đi lên. Muốn món gì tự tâm tịnh nhục, ở đây không có gì sát sanh trong khu này. Thì thù mới nghĩ ra chỗ này, chứ còn mình ở Thiên Long Thổ thì đẳng tụi nó cũng có một số đứa đang dọn dẹp á. Chứ ngày qua tính ở lại chỗ này cho vui phong cảnh rồi nữa. Còn những người nào mà muốn về Thiên Long Sơn thăm giếp thì cứ tự lái xe là đi lẻ tẻ về và đi đẳng. Còn ai muốn ngồi ở đây ngồi, ai muốn đi lòng vòng ở đây cứ đi vừa thăm khu Việt Nam vừa ở đây thì cho biết mấy người ở xa tới á. Đó là chương trình bữa nay, giải thưởng karaoke hội team. Tại vì cho cơ hội đệ tử Houston lên ca Cholan đúng không? Có nghĩa là Houston với San Jose đấu nhau. Để coi San Jose bữa nay có ai ta? Nhiều lắm sư phụ. Nhiều hả? Đó. Thì đứa nào hạng nhất, San Jose hạng nhất thì sư phụ cũng vui, mà sư phụ Houston hạng nhất sư phụ cũng vui nữa. Đứa nào cũng giống nhau, Houston hay là San Jose, Chicago hay là Virginia gì là cũng đều là con của cha hết. Miễn sao ở đâu á, đi tới đâu á thì hinh lên cái là ở nơi đó có chị em mình ra đón rước nồng hậu, thì tình nghĩa nó là được như vậy. Đó là tại sao chúng ta mang họ thiên, nó có một cái xíu gì thiêng liêng ẩn trong đó, thương thương nhớ nhớ mến mến. Đó là vì chúng ta có duyên tựa cõi trời, rồi chúng ta xuống đây gặp nhau ở đây, hoặc chúng ta đã đầu thai nhiều đời nhiều kiếp, đã làm anh em cha mẹ với nhau, hay là trong một cái triều đình của những tiền kiếp, thì hôm nay chúng ta mới có duyên ngồi đây, đâu phải dễ gặp. Đó là vậy. Thì khi mà mình có một cái đại gia đình như vậy thì gán giữ, trân trọng. Rồi một đời này thì mình đã có cái trải nghiệm đời này, nhưng nó lại có những cái đời sau nữa. Và nó có những cái đời mà đời ở cõi trời, về trời cũng vẫn gặp nhau nha. Nếu nào mà gây lộn cái này về trời vẫn gây lộn tiếp. Mình muốn dứt, không muốn hiềm tích lẫn nhau thì mình giải quyết tại chỗ này luôn đi. Tới về trở ông
Còn không có biết là mấy chư thiên ở trên cũng gây lộn như chúng ta thôi, ở trên như vậy, nhưng mà họ tinh tế nhị hơn chút. Ngón làm con thấy bầu trời mà màu xanh màu đỏ hiện tùm lum á, đó là Thái Thượng Lão Quân với Gia Cát Lượng đang giận với nhau, đang đập bàn nhau đó, mấy ông bự á. Có thì giải thù rất là vui. Ngày hôm qua buổi lễ buổi trung thu tinh ti là mấy Trinh nó làm đơn giản nhưng mà thấy cũng vui á, không có gì fancy hết, chỉ có mấy căn đó lên rồi mấy cái này treo bữa nay gỡ xuống cất lại rồi năm tới mình sử dụng lại ở trên Thiên Long Sơn. Nãy này ở Hội An nó làm bằng vải lâu hư lắm. Mấy cái cục này nè, sư mẫu là bà chuyên viên về kỹ thuật trang trí rồi bà giỏi lắm, cho nên bà nghiên cứu cái này những năm đầu rồi. Hồi xưa mua rẻ tiền lắm đó nghe, sau này gần đây mua lên giá gấp mấy lần luôn á. Cái lồng đèn này nè mình hình như có đâu cỡ container á, những năm đầu á sư phụ dùng cái này làm lễ hội trên Thiên Long Sơn á, con có tưởng tượng á, chứ từ cái cổng sắt bước lên chừng 10 feet là hai bên có hai cái đèn mà dài lên, con nghĩ sao giống như lên thiên đàng không. Cái đó là cái đường lái xe nha, còn cái đường mình đi bộ cầu thang lên nữa thì ông học cũng làm sẵn mấy cây có cắm á, cái cây cong cong bẻ lẻ đó, bẻ xuống đó là gắm xuống là mình treo được rồi, để cầu thang đi lên nữa là y như cái núi Thiên Long Sơn như thiên đàng. Trên trời người ta cũng bông hoa cũng màu cũng đẹp, xuống cho mình thì nó hơi thô kệch hơn chút. Cái trển mà mấy cái lồng đèn này trên trển nó còn chiếu chiếu nữa, nhiều khi nguyên cô hột xoàn bự kiểu vậy nữa, trển đâu có sao xoàn đâu. Nguyên cục treo vậy á, tại nó nặng kiểu nào nữa nó cũng đâu có rớt đâu, bay nó chiếu. Thì ngày hôm qua không biết có phải chờ chút xíu mọi người tới luôn không hay là bắt đầu tiếp tục đi sư phụ, tại vì cũng nhiều người sai tắt hết. Đâu có cái danh sách tao đi hữu coi đứa nào ca rồi ngày qua rồi bữa nay ca tiếp. Trước tiên đi hữu xin lỗi ngày qua nha, đây lúc đó 10 giờ mấy rồi cho hữu sang cao thì nó quậy mình, cho nên cho hữu lấy microphone để cho hữu tính giải tán mình đi về, bữa nay mình tiếp tục thì nhưng mà thôi lỡ thì thôi hát lại hả? Ok rồi hát lại. Mà chỉ được một nửa thôi. À, hát một nửa bài. Là sao? Nửa bài là nguyên một bài. Nhiều người đăng ký quá sư phụ. Dạ hát một nửa bài thôi. Hát nửa bài thôi. Ok giờ con đưa danh sách đi rồi thủ tính ra giờ được. Con đi xuống. Tại vì đông người ca đó thì sư phụ được giữ hơi nhiều quá không? Sư phụ không có nói chuyện sư phụ với làm khán giả bữa nay mà. Cái giờ đồ khô cổ thì nói đâu có nổi nữa không? Thức cả đêm ngày hôm qua rồi chơi cả đêm hết hơi nói. Bây giờ ghi những người hôm qua cộng hôm nay luôn hả sư phụ? Ok giờ coi như giống như hơi mình start lại từ đầu đi. Okay. Nhưng mà những cái người ngày hôm qua là ưu tiên trước. Dạ. Rồi cho họ chọn bản khác. Để lỡ ngày hôm qua họ bị dắt hay gì là sao? Hôm nay cơ hội lại đúng không? Tại bữa nay là cái này phần của sư phụ là riêng nha, còn phần của ông Trinh với sư mẫu là riêng á. Ồ, cái này sư phụ giải đặc biệt. Tức là nó phải hòa hai giải. Giải của ông Trinh á là nó có riêng nữa. Mà giải sư phụ á là cái hạng nhất là 500 đô, hạng nhì là 300, hạng ba là 200, hạng an ủi là 100. Còn của sư mẫu với Trinh là sư phụ không tính. Cho nên đứa nào giải nhất là được hai cái con thơ á. Hấp dẫn. Houston gán đạt hết nhất nhì ba luôn đi. Sáu cái bàn thờ lấy về hết luôn. Hộp ca có được chấm không sư phụ? Cái đó ăn được khán giả. Bây giờ chọn ra mấy khán giả nè, là mấy giám khảo chứ. Thì có
ông này ông cả hả? Nếu mà chợ vàng nên trắng còn hạnh nhất thì sao? Chơi khôn quá nghe. Vàng giờ nó vui là chính. Nhưng mà có hai ba người không có hôm nay không có tới được cái phụ hôm qua thôi coi họ bị drop out đi. Ok. Bắt đầu mới lại. Bây giờ ra có Thiên Ngân nè, Hằng Nga nè, Thu Ba ha. Ngoài Thời Yến không lên chụp hình á. Ok. Đó hả? Bị Chí Dũng. Mình họ Thiên là phải xông pha ra, đứa nào mắc cỡ là đứa đó vẫn còn thiếu Dũng á. Chứ thư hộ lu bu đông người vô đâu có biết đứa nào đâu, nhớ đứa nào đâu. Tự mình. Tại con mắt quay phim con có. Vậy hả? Ok, còn ai muốn tham gia nữa không? Em có 5 người. Ricky. Một hồi đông lắm, một hồi người ta kéo hai đông nữa. Thì cứ đi đi thêm. Ok, Linh Linh LA. Đó, giọng ca của mình nữa. Ok. Hay là cướp giải luôn cái chuyện này. Con là cướp giải luôn. Chắc ghi lại đi. Còn cho hộ ca để mà cho chỉnh âm thanh một bản ngọt đầu tiên thôi. Rồi lúc đó là cho giao microphone lại cho mấy con. Cái này sư phụ không có tham gia, cái giải của sư phụ không có tham gia, nhưng chỉ lùa ca một bản để mà thử âm thanh, thử microphone cho nó đúng mà. Nhưng mà bây giờ Trinh với Thi Trang chưa tới đây, con nghĩ là họ cũng muốn tham gia. Bây giờ chưa nói cho Tương ra chưa? Hả? Chắc Thu Trang. Thu Trang. Mấy đứa trên đường tới đây chưa? Cái là Lợi nữa. Dạ. Hay là Đặng nó dọn dẹp. Cái gì nấu ăn để làm gì? Con có dặn là đừng có nấu. Nhưng mà chắc kêu cứ ra đây đừng nấu, thì hồi nãy nó rồi. Tôi nấu để bưng ra đây hả? Chắc nấu. Nó đừng có đem gì, đừng có nấu cơm, đừng có bưng gì ra. Đây ai đói thì cứ chạy xuống ăn 15 phút rồi một cá nhân là chạy lên. Ở đây còn ba cái bánh đồ ăn. Ồ, 7 mà cũng thi nữa hả? 7 là giải chắc giải 1 đô quá, hạng thứ 10 luôn. Mình phải lượng sức mình chứ. Không, không nói thiệt, nói tự ái quá không? Thánh của vô hộ là tâm Bồ Tát là nói thật, con có hiểu không? Trời con mà tham dự là chắc thì bộ mở giải số 10 luôn á. Này nó có 4 giải hả? À, mời tất cả thí sinh lên sân khấu để cho mọi người ở lại chọn số 1, số 2, số 3, giải nhất, giải nhì, giải hai. Rồi mời Thiên An số 1. Ngân, Thiên An, cảm ơn. Hằng Nga.
lợi đạt tâm thu quyền thiên văn và tấu. Dạ, mỗi một cái phiếu là ghi một tên người mình thích nhất. Cái người mà nhiều được bầu nhiều nhất sẽ là người giải nhất. Người mà bầu nhiều thứ hai là giải thứ hai, còn thứ ba là giải cao. Mỗi một phiếu là một tên thôi à. Chỉ được một tên thôi nha. Không phải nói là người hát hay nhất hay là người thích nhất. Nếu mà chọn chung chung nha thì mình sẽ lại. Nếu mà cầm nhau mình sẽ lại. Để lên sư phụ nó một phút thôi. Có họ thi để lên. Về sau lưng kìa. Ủa nói giờ mấy người không có nghe. Mi với mình thứ ba đất xác hả Trinh. Bây giờ là mời Minh với lại Trinh với lại chị Trinh anh Minh. Ok ba chị tưởng nữa chị Trinh tưởng bữa nay được giải lao nữa ba. Đây là sự hỗ trợ nhất giải nhì giải ba hồi như tới năm giải luôn mà ba giải thôi năm giải nhất nhì ba năm giải chấm chấm mi giải ba là giải khuyến khích. Rồi thứ ba cũng thứ ba tác xếp đâu rồi chấm thứ ba hạng giải tư. Okay, rồi giờ quyết định giải nhất là Minh. Giải nhất là Minh, giải nhì là Mi. Giải ba là Thanh Trinh. Trinh. Giải tư là thứ ba. Ok bây giờ là ủa cái bài thơ mà ngày hôm qua giải ở vòng thổ đâu? Kẹp vô không? Kẹp vô không? Phải nấp, nấp đưa, phải đưa tiền vô. Nấp nấp. Đưa tiền phải nấp. Vào đời, mà nụ cười nói trên môi.
từ bác vô nam nói người nắm tay ta đi trong hoa vô vương hết núi đồi vương tháp treo leo tay ta vượt leo từ quê nghèo lên phố lớn nắm tay nói liền biển xanh sang gắm nói liền một vòng tự sinh cờ nói ra đêm vui nói ngày dòng mang ai con tim dòng lời trong ngày hơi thành phố nói con xa vời người chết nói lên tin vào đời và nụ cười nói trên môi từ bóng vô nam nói liền nắm tay ta đi từ đầu tháng vô vương hết núi đồi vương tháp treo leo tay ta vượt leo từ quê nghèo lên phố lớn nắm tay nói liền biển xanh sông gắm nói về một vòng từ sinh biển xanh sông gắm nói về một vòng từ sinh. Giám khảo lên anh thua giám khảo người ta ta ấy
Rồi ai giám khảo đâu? Dạ, ai là ai giám khảo lên? Cái gì sĩ á, cứ lên này có sĩ mình có lẽ được không? Không được nữa. Sao? Được chụp hình là ngon rồi. Vô đứng lại, vô không có được ca sĩ đứng lại. Ta chụp hình thôi, khó nhờm chứ. Thầy ca chụp hình phụ. Phải chi bà sư phụ có cái giải mà giải nghệ á, làm nhận rồi. Đừng để giải lao, từ từ mới tới giải nghệ. À không, em dành cái mà giải nghệ á. Chưa được rồi, xin chào rồi. Rồi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ồ, rồi, nhìn đây, 1, 2, 3. 1, 2, 3, rồi. Cảm ơn sư phụ sẽ tắt nhạc luôn. Cái này vui không mấy toàn quốc trời hỏi tiên vui không hả? Nhớ thời còn đi học. Nhớ thời còn đi học hả? Cái này mới là quan trọng đó, sắp cận tử nghiệp mà còn vui nữa là tại vì mai mốt mà đâu biết ngày mai ngày mốt hay năm sau tháng sau mà vô bệnh viện là cũng nhớ thôi, nhớ cái kỷ niệm bữa nay cũng là nguồn vui an ủi. Tôi rất là vui, mấy đứa tử ca hay quá. Sợ mình nó có giọng hay á. Dễ nhất, dễ nhì. Chứ giờ mà cũng đấu rồi, phải đấu nửa tiếng không? Có biết ai về trước không? Ngày hôm nay nó biết mở lần thứ ca là 2 tiếng, 3 tiếng mà 50 bài. Anh quay nè, nó có đủ video của sư phụ ca hết á. Đứa nào mốt sư phụ chết á, đè đầu nó ra, nhiều thứ. Sư phụ không có cho nó bỏ lên thôi. Tại vì sư phụ biết sẽ có một ngày sư phụ không có ca nữa. Tại vì bận đâu có rảnh đâu mà ca. Đến lúc nào rảnh làm được gì làm kỷ niệm. Mà đi nói chuyện thôi. Đưa cái microphone cho đứa ai muốn nói chuyện nhỉ? Mấy cái nãy nhìn đẹp đẹp. Ok, bây giờ ngồi thầy trò mình tâm sự, ai có cái gì phát biểu. Bây giờ mình hết cái chương trình ca đoạt giải, giờ tới chương trình đệ tử ở phương xa. Ai có cái gì hay lên đây phát biểu. Một đống máy quay phim tụi nó quay nè. Từng đứa giơ tay lên, ai muốn lên đây có cái cảm tưởng gì đó, biểu cảm tưởng. Cái này lên mạng là lưu truyền á, mà phải lên đây ngồi nha, không có ngồi ở dưới. Lên đây ngồi nè, con lấy cái ghế lại để cái ghế cao cao nè. Rồi đứa nào lên đây nói là phải lên ghế ngồi. Ngồi đây cũng nghe mấy câu chuyện này rồi, ngay đó đi rồi. Rồi đó, phát biểu, phát biểu cảm tưởng, mỗi người phát biểu một cái. Bữa nay là phát biểu với trao giải giọng ca con của ông trời Mậu Thiên. Dạ, kính thưa sư phụ, kính thưa anh chị em, em là Thiên Hồng đại diện Du Tha, xin phát biểu vài kiến với sư phụ và tất cả anh chị em Mậu Thiên. Từ ngày con được biết sư phụ và biết các chị em Thiên Tâm, con rất cố gắng hết mình, cố gắng noi gương theo sư phụ. Con rất là cảm ơn cha mẹ đã cho sư phụ được xuống thế gian đoàn nhiệt kiếp này để cứu chúng con rồi ngày sàng lọc này. Gia đình chúng con luôn luôn cảm ơn sư phụ đã dẫn dắt gia đình chúng con với đạo Thiên Tâm. Con cố gắng
là tấm gương của gia đình con và các chị em ở Utah, làm cho sư phụ không bị thất vọng. Và con sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ lòng sư phụ. Dạ, cảm ơn sư phụ. Một rất hạnh diện có mấy đệ tử ở Utah. Sư phụ nhớ lại những lúc đầu thử thách sư phụ cho lên núi, vậy mà lòng thành nhất quyết mà lái qua lái lại, cuối cùng mấy vị động lòng mấy vị. Những lúc chưa sư phụ thử thách những đệ tử rất là cực kỳ gắt gao, sư phụ nhớ. Cho nên đứa nào mà muốn nhìn trời là phải lì giống như sư phụ. Mà bị sư phụ la một hai cái mà bỏ giọt luôn là thôi, không vượt qua nổi. Cho nên mấy đệ tử này là mới là đáng khâm phục á. Bây giờ sư phụ thương xưa thử thách dữ lắm, có chạy không á. Khi con ngồi ở dưới con nghe sư phụ và anh chị em hát thì không biết sao con hơi cảm động. Con nhìn sư phụ bỏ rất là nhiều thời gian để quá chúng con và cứu chúng con về trời, thì chúng con rất là con ngọt, con rất là cảm động. Chúng con nói wow sư phụ thật là tuyệt vời, con rất là hạnh phúc được tới đây ngày hôm nay để gặp sư phụ và anh chị em. Con hy vọng một ngày rất gần con cũng được góp một chút xíu nào cùng với anh chị em họ Tâm Thiên Tâm để làm vui mỗi các chương trình của sư phụ và anh chị em. Cảm ơn. À, anh con có gì phát biểu không? Lên ở ngoài đó bớt ồn chút đi mấy đứa. Mấy đứa ngoài đó bớt ồn nên kiếm mấy nhỏ đi chơi xa xa chút. Để cho mấy người phương cha phát biểu. Con xin kính chào sư phụ, xin kính chào chị em. Con và em là Thiên Hạnh ở Utah. Vậy hôm nay rất là hân hạnh được sư phụ biểu lên đây ngồi phát biểu ý kiến. Em không có nhiều ý kiến nhưng mà cũng như là cộng thêm cái phần lời phát biểu của chị của em là nhìn ngồi dưới đó thấy sư phụ rất là vui. Sư phụ là một người rất là bận rộn, nói về đạo thì không biết bao nhiêu là chuyện phải làm, nói về đời thì cũng không biết bao nhiêu chuyện để làm, mà dành cái thời gian của sư phụ đến đây để mà tạo niềm vui cho chúng ta, mà thấy ai cũng vui hết thì làm cho em khóc rất là cảm động mà lại rơi nước mắt luôn. Thấy thương sư phụ rất là nhiều, không có thể nào mà tả hết được cái lòng yêu mến của mình cho sư phụ. Sư phụ cũng làm nhiệm vụ thì giống như hộ không có qua Houston 5-6 tháng, mấy đệ tử ở bển á mỗi đứa cũng nghĩ một hướng rồi không có đoàn kết, thì cái này cũng là một nhiệm vụ. Sư phụ tạo ra thì sư phụ phải gắng bảo vệ, cái tạo thì dễ nhưng mà giữ gìn rất là khó. Hôm nay một đứa phương xa Utah, Nam Cali rồi Virginia rồi Houston, hôm nay ngồi chung một cái phòng này, mấy con biết tên nhau hết, lấy số điện thoại lẫn nhau hết, là chị em của mình. Đi nơi nào đi nữa thì những đứa mà đã có duyên tiền kiếp trên cõi trời xuống đây á thì hợp nhau thì đã là bạn với nhau. Đây là một cái gia đình gọi là cái gia đình lành mạnh và hiền từ, sẽ không có cái sự mà hơn thua gạt gẫm danh lợi trong này. Gia đình họ Thiên chúng ta không có đứa nào có cái tâm đó, có thì đã không nhận từ đầu rồi, thù nhìn cái thù biết. Cho nên cái này gọi là có bảo chứng đó thôi. Nhưng chúng ta mang thân phàm, mang tứ đại thì cũng có chút này chút kia đó, thì cũng thử thách, chứ không phải mình nói làm nói hết, con hiểu không? Nhưng mà cũng là so với những người ở dưới lầu, những người lăng tăng ở ngoài đó, chúng ta là một cái tầng cấp khác, cao khác, có cái tầm nhìn xa khác, đại lượng từ bi, và trong đó chúng ta biết sợ nhân quả, thì cái đó là quan trọng. Những người ngồi trong này, những đứa con Thiên đều phải biết có nghiệp quả, có cái thù giải được, có cái thù giải không nổi.
những cái tiền kiếp nghiệp của mấy con thì có thể giải được, nhưng mà cái nghiệp mấy con vừa mới làm sau khi mang hội thiên rồi á, tức là ngoan cố rồi đó mà còn nữa đó, sư phụ không có giải cái đó đâu ạ. Rồi hạnh con rất là giỏi, về giữ gìn sức khỏe, lo cho chồng con và gia đình hạnh phúc, lâu lâu qua đây. Những cái lễ căn bản của mình đó là 16 tháng 3 Tết Trung Thu. Rồi những cái lễ đặc biệt cũng giống như là ở trên kia sư phụ làm, sư phụ mới làm. Giống như lễ cầu siêu mấy ngày trước là một vị Phật kêu sư phụ làm. Rồi những cái lễ sinh trong trăm cũng ở trên kêu, lễ 30 tháng 4. Thì có những cái đó thì sư phụ không có biết ngày giờ. Còn đa số mình có những cái căn bản của những ngày giờ của mình. Ok rồi, tới đệ tử nào lên phát biểu. Rồi lên. Phát biểu cảm tưởng. Quay video ngoài đi. Quay lưu niệm mấy anh này, lưu truyền nghìn năm nó có, gắn quay. Gắn thế giới luôn á này con. Cái này là nó lên mạng dữ lắm. Đóng máy là 7-8 cái máy. Con rất nhất là con kính chào sư phụ và các chị em họ Thiên. Con rất là được ân phước sư phụ đã ban cho gia đình con. Từ con cháu đã mẹ con đã vào họ Thiên, con thật là sung sướng vì sư phụ đã ban học ân đến gia đình con. Con cố gắng từ các cháu con đều vô họ Thiên nữa. Con cảm tạ sư phụ, ân đức của sư phụ lúc nào con, gia đình con cũng được ân phước. Con đã dạy các con của con phải noi gương cha mẹ, và khi cha mẹ làm những điều gì tốt các con cũng noi gương theo. Mà khi lần đầu tiên con lên núi Thiên Long Sơn được gặp sư phụ, và chúng con thật là vui. Và từ đó chúng con về cố gắng trao dồi học tập, và các con cái con từ rể cháu đều vô hết vào bậc thiên. Con cảm ơn sư phụ. Dạ, ngày mai này gia đình của con rể thăm của con cháu thì con về dưới thờ. Con kính chúc sư phụ thật nhiều sức khỏe và hồng ân của sư phụ ban hết các anh họ Thiên được yêu thương nhau từ tánh tình học hỏi và tu thiền càng ngày được phát triển hơn. Con thành thật cảm ơn sư phụ. Cảm ơn con đã lặn lội đường xa lái xe từ Dư Thao ở đây là nhiêu tiếng ha? 13 tiếng. Hả? 13 tiếng. 12-13 tiếng lái thẳng. Cũng xa. Để sư phụ nói về cái gốc gác của gia đình này. Tại sao phương xa? Không phải đạo Thiên mà hôm nay cả nhà là đạo Thiên. Là vì ở trên có cho sư phụ biết ba đời. Nhà con là họ gì? Họ Chính á. Dạ, họ Ngô. Cũng họ Ngô. Dạ. Thì đã ba đời đã theo sư phụ. Phò trì sư phụ. Môn gì sư phụ? Ba đời, có nghĩa ba đời, có nghĩa là biết bao nhiêu nghìn năm không? Hãy đời nào sư phụ làm vua thì cái gia đình này cũng đầu thai theo sư phụ. Ở trên giải thích như vậy đó. Thì cũng là cốt rồng á. Thì đã ba đời, đời này là đời thứ ba. Sư phụ xuống thế gian lặn hợp từ bên Tàu qua bên Việt thì đời nay trở về Việt thì có cái gốc đó theo sư phụ ba đời. Con không phải đơn giản một đời đâu con. Dạ con cảm tạ sư phụ. Ơn sư phụ gia đình con. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn. Rồi đây tử nào lên phát biểu. Tử Văn Sa. Con có gì phát biểu cảm nghĩ thì cứ lên đây phát biểu chứ không có cảm nghĩ, lên đây. Đấy, gần lên nó mới có tiếng. Con sẽ sống hối cái đầu tiên mà con với mấy sư phụ. Sư phụ tặng cái con cái chiếc này. Mà trước khi mà con tới đây thì con có coi cái YouTube
mà con nghe sư phụ nói những người nào mà được đeo cái này là sư phụ thương dữ lắm, sư phụ mới tàn mà con nghĩ là chắc không tới con sao sống sư phụ, con nghĩ là chắc người đại gia là giàu có nhưng sư phụ mới được chiếc dòng này. Tại sao bữa đó con có YouTube xong rồi con có lên đây thì sư phụ tặng cho con liền, mà con cảm thấy con chưa biết hiểu địa đạo thiên tâm nên con nghĩ là con không vui mà con cũng không buồn. Con đeo con về nhà xong rồi con nhớ con thấy con thương sư phụ quá, con nghĩ là sư phụ là một người đại tỷ phú mà ngồi xỏ cái xỏ chuối từng cộng con khóc rất là cảm động. Cảm ơn sư phụ. Chào tất cả các bạn. Colorado, con qua đây mấy tiếng? Dạ, con bay 2 tiếng. Bay hả? Dạ. Mốt đi xe nghe con, mình mới tỏ lòng thành với cha mẹ. Tại vì cha mẹ lái bằng xe mới tỏ lòng thành. Bay 2 tiếng dễ quá, lên nằm ngủ dắt tới. Rồi, sư phụ rất là cảm động, nghe lời chia sẻ của con. Kế tiếp, đệ tử nào? Yêu tân. Rồi thì Cẩm Tú lên là chia sẻ. Đây là Cẩm Tú đứng đây. Dạ con thằng Nga retire ngày hôm qua rồi. Lấy ó rồi. Thằng Nga nghèo quá. Dạ con cảm ơn sư phụ, sư mẫu và tất cả anh chị em ở đây đã rất là tốn nhiều công sức để mà làm cái rằm trung thu cho tất cả mọi con cháu họ Thiên mọi nơi về đây. Thì chúng con ở Houston á, thì cũng giống như nhiều các tiểu bang khác là cũng ở rải rác chứ không có phải ở giống như con với chị Ngọc Anh đâu, cũng ở Austin rồi mấy anh chị khác cũng nhiều người ở Dallas, Houston. Thì mình mỗi nơi cái local á, thì mình cũng có những cái tự làm những cái activity. Tuy là ở Austin của bọn con á cũng rất là ít người, chỉ có mấy anh chị em thôi, cỡ khoảng 7 người thôi. Nhưng mà thì cũng có cái Houston thì không phải tuần nào mình cũng đi được. Nhưng mà ở Austin thì con cũng muốn chia sẻ cái ở xa để cho mọi người cũng cảm thấy là bọn con ở xa, không có sư phụ. Và cái vùng Austin của con nó cũng không có được phát triển về cái đạo thiên tâm, không ai biết. Rồi mình cũng vẫn get together những cái anh chị em với nhau, tức là cho dù mình ở bất cứ nơi nào mà mình có tâm rồi mình tự create cái activity, mình nhớ về sư phụ, mình làm những cái này cái kia thì mình đều làm được hết, không phải là mình ở xa mình không có làm được. Cho dù chỉ có 7 anh chị em thôi nhưng mà bọn con cũng lập ra những cái activity, ví dụ là hẹn nhau buổi sáng đi hiking lên núi. Thì nó không được như là núi Thiên Long Sơn, nhưng mà mình cũng cảm thấy vậy. Mình tới mình đón ánh mặt trời, xong rồi mình ngồi thiền, rồi mình chờ mặt trời lên, mình đọc cái bài cha, rồi mình nhớ về sư phụ, rồi anh chị em cười với nhau, rồi đại khái vậy đó. Nó không có nhiều thời gian nhưng mà bọn con vẫn làm những cái này kia, rồi làm những cái field trip, ví dụ là đi hái dâu, miễn sao là cứ get together với nhau, happy, cười, nói. Rồi mình chia sẻ với nhau những cái gì sư phụ dạy. Vì con nghĩ á, cho dù mình có lòng tin hay cái gì, nhưng mà khi mình get together với nhau, cái năng lượng nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ nhiều cái niềm tin hơn. Tại vì một mình nó không có đủ ấy. Thì mình khi mình nói với người ta không phải là đạo thiên tâm, người ta sẽ không hiểu những cái gì mình nói. Và người ta nói mình điên. Ủa cái gì tối ngày cứ sư phụ hay cái này cái kia. Mình tin nhưng mà không có những người tin như mình. Mình không có thể share được những cái mình nói. Thì mình get together với nhau và mình cảm thấy happy mọi nơi. Thì giống như chúng con làm những cái hoạt động như vậy. Rồi khi mà rảnh thì chúng con nói với nhau, rồi liên lạc với những cái anh chị em ở Houston là mình sẽ đi lên làm cái này làm cái kia trên Thiên Long Cung. Thì mấy
mấy anh chị em ở bên Thiên Hilton á thì cũng rất là giống như là đoàn kết với nhau, chứ không có phải là ấy, thì mỗi người một ý. Nhưng mà giống như có một cái hay là khi mà bọn con làm một cái gì thì một cái ý kiến gì đưa ra là bắt đầu nói ra, là bắt đầu rất là quick, so quick, giống như mình làm rất là nhanh, chứ mình không có nhiều thời gian như ở bên Thiên Long Sơn mà nhiều anh chị em rồi tổ chức cái gì cũng phải cả tuần hay cái gì. Ví dụ bọn con có cúng 5 bàn chỉ trong một ngày, ví dụ ngày thứ sáu, thứ năm tuần đó là con rảnh đi, con nói là ok mấy chị em thứ bảy chủ nhật này mình có thể cúng, mình không có cần một cái ngày lễ gì để mình cúng hết. Tại vì con nghĩ là mình có cơ hội mình lên gặp cha mẹ bất cứ lúc nào, trong tâm mình ngày bình thường cũng có cha mẹ rồi, thì nó không có cần phải có một ngày lễ, có thì tốt mà không có thì cũng, vì ở Mỹ không có thể nào mình nói ngày thường, nó chống cái ngày thường làm sao mình làm công việc rồi này kia. Thì giống như rất những cái anh chị em ở Hilton cũng rất là support, bọn con rất là vui. Ví dụ ok anh chị em tuần này mình mặc áo bà ba nha, ok là đi lên là làm, giống như là những cái video nhìn thấy như vậy mà cái quyết định nó rất là ấy, giống như get together với nhau, người nào rảnh thì làm nhiều nấu ăn ấy, người nào không rảnh tới tham dự là đã là một cái ấy rồi. Tại không có cần so đo là người nào làm nhiều hay người nào làm ít hay cái gì hết, tại vì mình cứ get together cái năng lượng nó vui là mình ấy, vì mình ở xa mình không có sư phụ thì mình phải cùng nhau gắn kết cái năng lượng. Mà con nghĩ là giống như có nhiều anh chị em nói trời ơi, ở xa không có ai hay cái gì này kia, không có vậy. Hai người ba người mình đi uống cà phê với nhau, mình ngồi mình cười giống như điên vậy, rồi mình nhắc về sư phụ cũng là vui, cũng là có người hiểu mình, có những mình chia sẻ được. Rồi nhiều khi con lấy những cái đó con làm những cái video thì đưa ra, thì giống như những cái người mà họ ở xa họ cũng happy, cái đó là mình cũng đã giống như mình gác cái năng lượng together. Và mình mà cái năng lượng đó là nó thiệt, không phải là bọn con giả tạo, bọn con tạo màu mè là ô happy hay cái gì. Thật lòng mình như vậy, những cái lúc mình ngồi với nhau ở nơi Thiên Long Cung mình nhớ tới sư phụ thì mình lúc nào đi lên Thiên Long Cung nó cũng rộn ràng mà nói toàn về sư phụ. Thì giống như nhiều khi nói quá là bọn con cũng thấy trời ơi, tối ngày cứ kêu sư phụ đang ngủ chắc cũng hắt xì. Ấy thế là mình suốt ngày mình nói. Nhưng mà những cái khoảnh khắc đó mình rất là happy. Ví dụ con đi chơi ở ngoài, con thấy ví dụ mình đi karaoke, mình hát, mình nhảy rồi này kia hay gì đó, nó vui một khoảnh khắc đó thôi, mình về mình vẫn buồn, mình cảm thấy là nó vô dụng, không có cái gì vui. Nhưng mà ví dụ khi mà con đi lên Thiên Long Cung, con làm một cái gì đó, con cúng, tự nhiên cái blessing đó mình cảm thấy nó vui cả tuần hoặc là cả tháng. Tại vì mình biết cái con đường mình đi, giống như hồi xưa con có thể con không có biết á, là con đi về đâu, nhưng mà bây giờ con biết cái đường sáng của con rồi, một đường về cha mẹ. Mà con biết chắc chắn con không cần biết sư phụ là Phật hay là sư phụ là cái gì hết, con chỉ biết sư phụ là thái tử, là con cha mẹ, đi theo người này chắc chắn con sẽ được về nhà. Như vậy thì con không có còn cần phải biết cái gì nữa hết. Thì giống như mình ở xa cho nên mình cứ nghe những cái lời dạy sư phụ một chút ăn. Mà cũng rất là tốt là khi mà get together với nhau, anh chị em nói cái này cái kia thì mình sẽ học. Giống như có những cái ví dụ chị Ngọc Anh với anh Edwin, nhiều người nói là mình già, nhưng mà cứ nhìn chị Ngọc Anh và anh Edwin đi, gần 70-80 tuổi mà cái năng lượng của người ta nó rất là giống như anh chị là một cái model cho bọn con. Ví dụ ảnh ngồi những cái chuyện gì trong cái này kia mà mình có ấy gì là anh chị calm down cái này kia, đứa này đứa kia, thì mình nhìn thấy đó, mình nói là mình cũng mong muốn như, được như người đó, mình cũng muốn về trời như vậy, mình phải học như vậy. Hoặc là một cái đứa nhỏ là con bé Khanh thôi, 4 tuổi nó không có biết cái gì hết mà nó ngồi đọc kinh, ngồi thiền, nó điềm đạm, nó này nó kia, nó dạy cho mình. Người lớn và nhỏ đều như vậy, thì mình phải nhìn những cái đó mình học nhiều hơn. Cho nên con nghĩ là những cái anh chị em ở xa đừng có buồn, nếu trong lòng mình có cha mẹ, có sư phụ, mình cứ get together với nhau, một người, hai người, ba người, mình vẫn có thể làm những cái activity và mình create cái thiên tâm, tạo ra cái năng lượng như vậy,
thì nó sẽ vội bận chứ không có cần thiết rồi lâu lâu mình về Kim Long Sơn. À, không. Dạ. Nhóm của con là nhóm ban mấy cục trụ ở phương xa. Ngày xưa sư phụ không bao giờ có ý định nghĩ về Houston, mua một đất ở đó rồi mua Thiên Long Cung rồi để đó. Đó là lệnh của cha của mẹ kêu thu về bản. Con nghĩ ở đây sư phụ lo cái hãng khổng lồ, lo một cái dãy núi rồi một đống thứ, sư phụ có giờ đâu mà đi tùm lum mà lo nữa. Nhưng đó là lệnh đó con, tại vì có một gì mẹ nói mấy đứa con của mẹ bên kia nó khờ lắm, con gắng qua con độ nó để mà nó được về kỳ này. Thì từ đó sư phụ mới giao du với ông A Hồ mới đi tìm đất. Thì ông A Hồ là ông coi hết tiểu bang của Texas và cái Thiên Long Vàng, mình mới ra được cái mảnh đất lý tưởng đó. Sau đó mấy vị mới dẫn đi tìm mua một cái căn nhà, thì cuối cùng mới tìm ra cái Thiên Long Cung hôm nay cũng lý tưởng. Con nghĩ mấy cái này nó trùng hợp hay là bề trên sắp xếp? Trên sắp xếp hết rồi, bảy người của con mà lãnh để mà lo cầm mỗi lần có event á là con lo với Ngọc Anh với Mỹ Hạnh rồi lo. Nhưng mà thật sự cái ngày mà mẹ nói mấy đứa này là có sứ mệnh để giúp sư phụ quần pháp một cái để đưa những đứa con của mẹ thờ, giống như nãy sư phụ nói, để biết Thiên Long Giang, biết Thiên Tâm Hải Vô Thiên Long Giang là họ bắt đầu ngộ ra. Mà cái nhiệm vụ đưa người vô Thiên Long Giang, con nghĩ nhiệm vụ đó của sư phụ ở bên đây hay mấy đứa sao dây là hay là của con phải làm. Con phải làm, Hoàng Long phải làm, Mỹ Hạnh phải làm, phải Ghét Đà Loan phải làm. Tại vì họ là mấy trăm nghìn người đang trong ống, họ lầm đường lạc lối, họ đi lạc vô rừng, vô bờ bến, không có phương hướng. Mấy con là người biết rõ, mấy con phải gán làm sao để mà dìu dắt họ. Sư phụ ở bên này là đã là một cái big foundation, là họ đã biết. Nhưng mà cộng với mấy con mà làm đúng á, thì tự nhiên cả hai là một, một là hai. Đi xa mà gần, đi gần mà xa, con có thấy không? Thật sự nó là vậy mà. Thiên Tâm là Thiên Long Sơn, Thiên Long Giang cũng là Thiên Long không à. Thiên Long Cung, Thiên Long Giang, Thiên Long Sơn, rồi cái nhà mà con đặt tên là gì? Thiên Long Sàng. Thiên Long Sàng, Thiên Long Suối, Thiên Long Niết Bàn, Thiên Long Rùa, Thiên Long Quy, có đủ Thiên Long hết. Nhưng mà hôm nay mới có thể đầu, các con phải cố gắng lên. Ngoài 7 đứa là ban tổ chức, nhưng mà sau đó mẹ cái nhất có bữa cái đêm đó mẹ về mẹ kêu. Bữa đó sư phụ không có tính ra ở ngoài Bel Air khu Houston, không có tính ra, tại sư phụ sợ an ninh đó, sợ mấy người đến ám sát sư phụ. Đêm đó mấy vị về kêu ngày mai con cứ đi đi, mấy vị để gia hộ. Và đồng thời lệnh luôn, ngày mai bao nhiêu người con nhận hết làm đệ tử, để sau này họ sẽ giúp phát triển cái Thiên Long Giang. Thì bữa đó sư phụ nhận một đống. Thì ngoài con ra họ còn có mấy trăm đứa họ Thiên đệ tử bệnh đúng không? Thì con cứ gán làm sao, chỉ cần đưa họ Thiên của chúng ta mấy trăm đứa, mấy trăm người đó vô phụ tài, rồi mấy trăm người đó sẽ đưa thêm mấy trăm nữa, thì cứ mỗi ngày thêm chút chút. Mà cái quan trọng nhất là các con phải làm sao để họ thấy được kìa. Còn mấy con cứ không có làm để cho họ thấy thì là họ rất là khó tìm ra được cái lối. Bây giờ mấy con cứ nghĩ họ đang bị bịt mắt bịt mũi, bị thầy này thầy kia dụ đầy Houston á. Dân Houston mà hồi xưa mẹ nói rất là hiền, con ngoan của mẹ, nhưng mà họ không có biết đường để đi, chạy theo thầy bùa này, chạy theo thầy kia không. Dân này mới, dân chỗ này mới là khó độ nhất á, kiến cảnh không à, kỹ sư không à, khó độ nhất. Thiên Long Sơn sát bên mà có bao nhiêu người hiểu. Cho nên ở bệnh á là chăm sự là các con phải cố gắng lên làm cho cha vui, mẹ vui. Còn riêng phần sư phụ thì phụ biết phải làm sao, lúc nào phải làm sao. Một đứa làm gì bệnh á, ở bên đây ông hậu mát liền. vừa tổ chức cái gì trung thu trước khi qua đây phải không, ông nói trời ơi Tú,
nó mà giống như cái phong tục tu thời xưa thời Mỏ Da Đỏ, ổng cũng nói hồi xưa ổng và cái bộ lạc ổng cũng có những cái kiểu như mình vậy này. Thì trở lại giống như con nói, hôm nay con qua ăn Trung Thu với huynh đệ tiên muội ở đây Thiên Long Sơn Điện Mi Thao, chỗ này mình đặt là Thiên gì ta? Bữa nay đặt luôn cái tên luôn đi, chỗ này nè Thiên Long Phố. À, Thiên Long Phố. À, bữa nào con làm cái danh sách nha, đây là ngay phố à. Thiên, mà đây là Thiên Long Phố. Nhưng mà Điện Mi Thao người ta dễ nhớ không? Thì con gán mai kỷ niệm về bển chắc con mà con nói về ngày hôm nay quá trời luôn. Cho cả bạn này, bạn cuối là tên gì? Cho vừa lòng em, ai cũng ca, ai cũng biết bản đó hết, vui thiệt á. Đó. Đó, con về con coi lại, con đóng clip nè. Dạ. Mà sức mà con vui, con bàn. Mà bàn kiểu nào cũng được. Thì tượng cha, tượng mẹ sắp về bển trước. Thiên Long Sơn không có đủ phước bằng Thiên Long Giang. Sư phụ làm hai cái tượng, ngày mà mua đất là sư phụ đặt cái tượng rồi. Mỗi cái tượng dài hình như 8 thước á. Con nghĩ 8 thước là bao nhiêu? Mà chiếc xe truck 18 bánh á, nó chở. Thì nó đang nằm ở cảng Ốc Linh, nó sẽ về bển trước. Thì ở bển chỉ cần có tượng cha, tượng mẹ, người ta cắm nhang. Người ta đem gia đình người ta vô, người ta khấn lại cha lại mẹ. Rồi sau đó người ta ăn uống chơi dưới gốc cây, bóng cây, ngay miếu Sơn Hồ hay là ngay ngoài hồ. Rồi người ta ra bờ sông, người ta chơi, người ta về là cũng đủ một ngày để mà họ có cái an lạc rồi. Và sư phụ dạy cho Long á, là đặt cái lưng của cha mẹ về hướng Đông Bắc. Thế mà họ cứ lại cái lưng của cha mẹ là hướng Đông Bắc đúng không? Thì là họ quy rồi, tự họ đặt họ thiên luôn, người lạ đó nha. Rồi ở dưới cái foundation á, thì nó xi măng lớn lắm. Thì mình trồng hoa, trồng bông, rồi con làm dấu thiên tâm gì cũng được. Thì sẽ có ân hạnh qua bển nó phụ với lòng. Thì bển mình vậy, bển mình không có những cái nhà, không có tiện lợi như ở Thiên Long Sơn mình, ở Thiên Long Thổ, rồi có này có kia. Đất Houston nó rất là nóng, mùa hè là cả 100 độ, mình ở đó quen mình nó sống nổi. Mùa đông nó lạnh 30-40 độ, nước nó cũng đông thành đá nữa. Cho nên sư phụ chỉ có là đi qua bển được là mùa này nè, hiện giờ dài cho tới tháng 12 thôi thì ok. Lạnh sư phụ thích, mà nóng sư phụ chịu không có nổi, tại sư phụ bị xỉn. Mà ở Thiên Long Cung á, sư phụ nghĩ á, tất cả mấy đứa họ thiên nào mà có phương tiện á thì cứ liên lạc với An, là nó có An đó, An rồi thì ở ngoài á, thì An với Tú với Ngọc Anh nữa là muốn về Thiên Long Cung ngủ á, thì liên lạc với mấy đứa này để cho biết, nó có bờ sông đẹp lắm, nhà là lý tưởng. Nhưng không phải là chỉ là bề ngoài mình thấy như vậy, ở trong toàn là chư thiên, mà chư thiên trên trời nha, mà chư thiên ở dưới nước nữa, đầy trong nhà hết. Tại chỗ nào mà thờ Long Vương, ngài cũng như là cha thôi, thì những vị thần thánh trong đó đông lắm. Nhà đó là không có cái gì gọi là bình thường, đó không phải là bình thường. Thì mới đặt là Thiên Long Cung. Tại nó gần bờ sông. Tất cả những vị mà dưới Long Cung á, mà muốn lên mặt đất mà giao du với mình á, họ cần có cái nước. Đó là những người giống như chức nhỏ. Còn những vị lớn có thần thông cao họ không cần nước. Thì cho nên lúc mình mua đó gần bờ sông á, là những chư thiên nhỏ đó. Khi mà sư phụ qua bển mà ngồi phía sau mà nói chuyện á, là cái mặt nước là giống như cái sân khấu này à. Họ lên đó họ bay nhảy họ vui gì đó. Có nước là họ lên được, nước cũng giống như là không khí của người ta vậy đó. Người dạ. Con nói tiếp đi, con còn gì? Dạ con tụi con plan thôi nhưng mà chưa biết, nhưng mà con cũng nói để mấy anh chị biết luôn á, là dự định khi mà bọn con về thì cuối tháng này là có Halloween. Nhưng mà Halloween của Mỹ á, thì nó sẽ hóa trang đủ kiểu. Nhưng mà đang plan á, là mình sẽ làm cho ngày Á Hồ á, là không chắc là ngày 31, nhưng mà cái tuần cuối tháng của 10 tháng 19 thứ bảy chủ nhật gì đó, thì bọn con cũng đã xin sư phụ là bọn con sẽ tổ chức một cái lễ cúng ngày Á Hồ, tại vì ngày đang vui thì mình cho ngày vui tiếp.
thì giống như là mình muốn cho ngài gợi nhớ lại, thì giống mình Halloween thay vì mình làm cái lễ mà hóa trang thì mình sẽ hóa trang theo kiểu của người Ấn Indian American da đỏ để cho ngài vui, thì mình sẽ làm một cái lễ như vậy. Thì nếu mà những người nào có cuối tháng 10 mà có thể tham dự được thì các anh chị tham dự. Nhưng mà con ấy là một cái Telegram Telegram group của mình đó, mà của riêng Houston, thì trong 7 đứa tụi con phải nắm cái đó. Hiện giờ ai coi cái đó vậy? À, có luôn, sư phụ, cái Texas có hết luôn á. Để cho những đứa ở Utah, những gần gần vùng lân cận đó, nó chơi vô chung cái group đó, thì con mới giao duyên được mấy đứa ở xa nó về Houston. Tại vì nhiều lúc người ta đâu có thân nhân với Houston đâu, nhưng mà con là chị em thì liên lạc con là ta về, ta có người rước, có chỗ ở, thì cũng là họ thiên. Thì con phải tạo cái group để mà cho những người ở nơi khác liên lạc với tụi con. Và cũng plan thôi, nhưng mà mình cũng nói ra rồi, có gì anh chị em góp ý thêm á, thì mình cũng đang plan là bọn con get together với nhau và dự định là giống như mình làm stable, ví dụ một tháng á, có lễ hay cái gì thì mình cũng tổ chức một lần á, cho nó những cái anh chị em nào không tham dự được lần này thì cũng tham dự được lần khác, thì người này bận thì có người kia, đại khái mình không có cần làm lớn gì, mình get together với nhau thì cũng là nó đang làm như vậy để cho nó mọi người biết đến Thiên Long Giang nhiều hơn, có cơ hội tới đó gặp Thánh Ngài Á Hồ thì cái đất nó cũng được lên. Ok rồi, tới Thiên tới nào, ở Tiểu Bang nào lên phát biểu. Cảm ơn Thiên Cảnh Tú, đệ tử Như Tân. Tiểu Bang nào? Không đứa nào cũng được, không cần Tiểu Bang nào, đứa nào có cảm tưởng phát biểu lên này. Thiên Kim Bản con lên đây. Hỡi đứa đệ tử này dễ thương. Bận biểu con cái chồng con mà cứ Thiên Kim Bản là người làm cái dấu thiên tâm hồi nãy một đống á mà treo trong xe đó. Đây Thiên Kim Bản. Có 7 dòng hồ rồi em. Mỗi lần tôi truyền điện như con giống như vô nước biển mà vô mạnh quá. Không cần cái bộ là có điện. Ai cũng vậy chứ không phải mình con nhiều lắm rồi. Để gần gần vô. Giống như là cái tâm của con rất là lớn á, con có thể là lúc đó là con có thể là quyết định sai lầm, nhưng mà con nhớ tới lời chúc phúc của sư phụ á, cái đó là cái động lực rất là lớn để mà con bỏ qua được cái tâm của con đó là chung là bởi vì phụ sửa mấy cái này cũng nhiều lắm, nó cũng giống như có những lúc mà mấy thầy làng á chữa bị bệnh mẹo á, thì có những cái chút xíu thôi là nhân sanh người bình thường không hòa thiên nha, thì cũng tương tự gặp cảnh ngộ này chút xíu thôi, có thể ở tù, có thể ly dị, có thể mất tài sản, có thể là thân bại danh liệt, nhưng mà khi mà về núi những cái lặt vặt đó bảo đảm mấy con không có chấp được, khó lắm. Nếu mà mấy con khấn, nếu mà gặp sư phụ, trừ khi mấy cái nghiệp nặng thôi, thì con đã hơn cái dạng người dưới lầu rồi con biết. Thì đứa đệ tử này cũng vậy, thì hôm nay dù thấy hai đứa hạnh phúc thụ mừng rồi, chủ yếu chúng ta lọ thiên là gia đình hạnh phúc trước. Xuất thế gian, pháp thế gian á, nó không rời xuất thế gian. Muốn đi cầu bồ đề mà muốn thành Phật á, mà không có chấp nhận cái cõi ta bà này đau khổ, để mà mình
học nhẫn á, thì giống như đi tìm con thỏ mà có sừng nữa không, thỏ làm gì có sừng. Cho nên sư phụ dạy mấy đứa hồi thiên cả con nữa, chắc con quên, là phải mua đồ Victory Secret biểu diễn cho ông chồng. Là tự nhiên cái ngã con nó hết trơn luôn nha. À, cái bộ đồ thấy nó đơn giản, nó có 20 bạc, vậy lúc on sale 10 đồng nữa. Vậy mà không còn cái ngã nào hết trơn á. Ngã kiểu nào á, nó cũng ngã theo luôn à. Ai đời tử này đang xúc động luôn, đọc cho nó vui chút. Nó bậy quá mà. Cái đó là bị phạm giới. Thôi chỉ cho là 2 giờ hạnh phúc thôi. Thôi là đây không có giỡn. Rồi, tập tiếp đi con. Kim bản. Con nghĩ là lúc đó là động lực lớn nhất của con là con nhớ tới lời sư phụ chúc phúc hay chồng con. Con mới vượt được cái tội của con. Cái thứ hai nữa là con xin cảm ơn sư phụ là sư phụ nói cái điều này rất là nhiều lần, nhưng mà con nghe con vẫn xúc động mà con không có cầm được nước mắt. À, sư phụ nói á, là đệ tử của sư phụ á, là không phải chỉ ở kiếp này mà là về sau nữa. Nếu mà tụi con có mọi số chân, sư phụ cũng sẽ rút xuống nước mà rước tụi con lên. Thế như vậy con cảm thấy là tụi con quá là khổ phước. Tại vì một kiếp này để làm được là đệ tử của sư phụ ra là một cái phước rất là lớn rồi. Mà sư phụ còn nói là về sau những cái đề thang nữa thì thật sự là con cảm thấy là cái lòng thương yêu của sư phụ quá là lớn, và tụi con quá là có phước, và con cũng cảm ơn sư phụ. Nhưng mà con sẽ không có xuống. Bữa nay con làm quá trời dấu thiên tâm, con cho mấy huynh đệ tỉ mùi. Người con từ một đứa con gái rất là cứng lì, mà hôm nay mà chảy nước mắt kiểu này thì sư phụ rất là cảm động. Có một đứa đệ tử hiểu ý mình, sư phụ gọi là ngộ, con ngộ ra rồi đó. Từ nay con thấy con đường sáng rồi đó. Khi nào ở bệnh, vợ chồng có gì lục đục, cứ hơi sách gói chạy về Thiên Long Sơn. Có Thiên Long Thổ con cứ ở đó, chơi với huynh đệ tỉ muội ăn chay, về ban ngày lên núi đi bộ với sư phụ cái là hạ quả xuống là về cái vui vẻ làm việc tiếp. Nên chỗ của mình á là nó vừa là linh thiêng mà cũng vừa là retreat, các con biết không, hay đi về cây xanh về đó, về cây xanh với chiên thiên. Rồi sư phụ cảm ơn con đại diện cho mấy họ thiên, cảm ơn con rất là độ bỏ công sức làm mấy cái dấu thiên tâm tặng cho mọi người. Ai phát biểu tiếp? Lên đây phát biểu, lên đây. Bất đê hả? À, để phát biểu một hồi đi rồi tới chuyện bất đê con. Bước đây sau cùng. Rồi, con lên phát biểu, Khanh lên để hội giới thiệu. Đây là Thiên Thanh, mà người mà làm thơ trên mạng nhiều nhất. Anh nhỏ mà có giỏ đó con. Rất cảm ơn sư phụ. Lần đầu tiên khi mà gia đình của con đi gặp sư phụ thì được sư phụ nhận nguyên cả gia đình, và gia đình con gặp thật là có đại phước về điều đó. Và khi mà con gặp sư phụ thì người con là đầy trượt, coi như là tối thui và không có thấy gì hết. Rồi khi mà gặp sư phụ tẩy trượt cho con, sư phụ khai trí khai khẩu cho con, cho nên khi mà con làm được những bài thơ, làm được nhiều thứ, và con tự con biết ra những cái rất là nhiều, mà con buông được cái sự tham sân si. Con không dám nói rằng là con buông bỏ hết 100%, nhưng mà hồi trước con cũng nhiều khi cũng nóng tánh và cũng hay một chút gì con thì cũng hay buồn. Nhưng mà khi con gặp sư phụ thì những cái đó nó qua rất là nhanh. Khi mà con có việc gì thì trong vòng khoảng chừng nửa tiếng sau là con đã tẩy nó đi hết rồi. Và con cũng cảm ơn sư phụ rất là nhiều, con vì là những cái sư phụ dành cho
không phải riêng cho con mà cho tất cả các anh chị em đệ tử. Không biết nói dùng cái điều gì để mà tả hết tất cả những cái cảm xúc và cái tình cảm của chúng con dành cho sư phụ. Mà những cái lúc ngồi chúng con nhớ sư phụ thì con nghĩ cái cảm xúc của con và anh chị em ngoài kia cũng giống như con, là nó dâng trào dữ dội lắm, không thể nào mà kìm nó được. Và đến ngày hôm nay khi con gặp lại anh chị em thì mọi người cũng thấy là nói là con là sáng ra rất là nhiều. Cho nên đây cũng là một cái thông điệp, con chính là cái minh chứng cho tất cả mọi việc đã xảy ra, và con đã chứng kiến rất rất nhiều sự nhiệm màu từ chính bản thân con. Cho nên con cũng muốn từ những cái lời ngày hôm nay con có cơ hội để mà truyền đến, chia sẻ đến tất cả mọi người, anh chị em đệ tử Thiên Tâm và mọi người ở bên ngoài, cho cả thế giới rằng là chúng con đã phát triển và tiến bộ rất nhiều nhờ công đức của sư phụ. Và cũng nhân đây con cũng rất là cảm ơn, con không biết nói gì hơn thưa sư phụ. Tôi hiểu lòng con là cái ngồi đệ tử này rất là dễ thương. Hồi xưa con ở đầu New York rồi cái xong mới nghe cho phụ mua Thiên Long Giang cái quãng hồn bỏ New York về Houston, nên cũng là dân cư mới của Houston. Thì rất là có tài, làm thơ rất là nhiều, cũng là một sứ mệnh. Đâu phải ai muốn làm thơ được đâu, hồi xưa đâu có biết gì đâu. Nhưng mà trong đường đạo á, thì các con phải giữ một đường thẳng mà đi. Bây giờ sư phụ vẫn là sư phụ con, nhưng mà sư phụ có bị gì đi nữa, sau đó có sư tổ tức là Đức Thầy, rồi có Phật Thích Ca là người có cái triết lý dạy mình giữ 12 giới luật. Miễn các con làm gì làm 12 giới luật, giữ giữ được bao nhiêu giới thì gắng giữ. Cái tối cao của cái đó, đó là có mẹ và cha. Thì con cứ giữ lòng tin trên đường mà đi. Ở trong cái cuộc đời chúng ta sẽ gặp nhiều thử thách. Đứa nào tạo công đức nhiều chừng nào thì các cái gì thử thách mạnh chừng đó. Nhớ lời thù dạy hôm nay, mà mấy con giữ không được á, là mấy con tạo một rừng công đức á, chỉ còn một cái viên quẹt thôi nó đốt hết đó con. Nguy hiểm lắm á. Cho nên cái lòng tin và cái sự bền bỉ ở trên mới gọi là đứa này ngoan rồi đó, về trời sống được rồi đó. Còn mà chưa có qua được những cái bài thi thử thách khó khăn thì các con gắng nhớ giữ giới. Thì những cái gì mà mình chịu, cái xác phàm chịu không nổi thì khấn xin, xin mẹ xin cha, con chịu cái này hết nổi. Nếu mà con chọn thì con chọn đường đạo, chứ không chọn cái đường đời thì phải khấn. Chứ thường thường mấy vị là cho mình lửa, lửa nước ở chung một bình mà có. Nhớ 513 câu thụ nói không? Thụ sống giữa lửa với nước chung một bình á. Rồi con có gì nói tiếp. Dạ, con cũng nói một cái sự nhiệm màu mà con đã nhìn thấy là khi mà lúc đầu con nhìn thấy mấy anh chị em gần gũi được sư phụ, con ao ước. Và con nghe những cái clip của sư phụ là tụi con phải ngồi thiền và đọc kinh để mà xong tụi con sẽ được gần sư phụ. Và lúc đó con cũng cứ sư phụ nói gì thì con làm theo đó. Và rất là nhuộm màu khi mà con đọc kinh mỗi ngày, ngồi thiền mỗi ngày, thì đúng 15 ngày thì con đã gặp được, đầu tiên là con cha mẹ cho con đến gặp chị An, và sau đó gặp chị Thu Ba với anh Hoàng, và từ từ là mọi người dẫn con đến gần sư phụ. Và những cái điều đó là những cái điều mơ ước mà con không bao giờ con nghĩ được là một ngày nào đó con sẽ được gần sư phụ và được sư phụ rờ đầu cho con. Đó là cái mà trước khi con được sư phụ khai trí là con chỉ biết ngồi thiền đọc kinh theo lời của sư phụ dạy. Và điều đó là một cái sự rất là nhiệm màu mà con nhìn thấy khi mà con chưa từng gặp sư phụ. Con cảm ơn sư phụ.
về làm thơ qua cái lễ trung thu con qua đây 2 ngày đó, chắc con làm chắc mấy chục bài đó. Gác đọc nghe các đệ tử. Rồi, cảm ơn Thiên Thanh. Đứa nào lên tiếp, tiếp tục. Bước lên. Bi chí Dũng đó hết rồi, Dũng lên đây. Bi chí Dũng. Rồi, Mũi lên, Mũi. Bữa nay người này xin mà xin làm em thôi, tức là Mũi, chứ không có xin làm đệ tử. Chùa cũng nhận luôn, nhận đứa em này. Cho nên mấy con không phải kêu là cô hả gì á. Nếu trong chạy dế mà không ở, chỉ xin làm Mũi thôi, nhất định không làm đệ tử cũng xin, được. Sư Quân bữa nay khỏe. Sư Quân rất là khỏe. Chẳng qua nó nhiều quá, nó khô cổ mà thiếu trái tắc. Thường bữa đệ tử Hiệp Thành cho mình mớ tắc, mà bữa nay cho nó chua quá trời ăn không có nổi, cho nên khỏi ăn luôn. Rồi chỉ cần có tắc thôi, nói hoài cũng được. Em tên là Tiên Ngọc Thùy, từ Đà Lạt tới. Để gần gần. Từ ngày đầu tiên mà em xem được cái video clip của Quỳnh nói chuyện với anh Đầu Chọc có không? Em chỉ nhớ là Đầu Chọc, Hô Ra Đầu Chọc, nó là cá heo đầu thai đó. Nghĩa là lân đầu chọc. Dạ. Cá heo cũng không có tóc, nó dưới nước á, cốt của nó làm cá heo. Thì tự nhiên giống như có cái clip vậy đó, những gì Quỳnh nói là em hiểu hết, không có cần phải suy nghĩ gì hết. Từ đó em ước mong có một lần sẽ đến Thiên Long Sơn diễn kiến Quỳnh, nhận làm sư muội. Và dạ, hôm nay được như ý. Trước hết em có lên tiện cha mẹ, tận lễ cha mẹ, kế tới là gặp được Quỳnh, rất là vui. Quỳnh cũng nhận được đứa em này cũng vui. Em này đã tử dụng được. Thật sự trên trời vô thường nói mấy con đều nhớ không? Hay nhắc lại luôn trên màn hình luôn. Ở trên trời thì cũng nhỏ tuổi đó, khoảng 10-12 tuổi thôi. Cho nên suốt trần thì vẫn còn vui đúng không? Nhưng mà con nên nhớ là người cõi trời á, nhìn thấy chân dung của mẹ đó. Mẹ là mấy tỷ tuổi, huống chi sư phụ là con, thì khuôn mặt của mẹ so thế gian là nhiêu, khoảng hai mấy đúng không? Thì sư phụ chẳng là đã là mấy trăm nghìn tuổi rồi. Có một lần chị của sư phụ là Thánh Mẫu Liễu Hạnh, lần đầu tiên mà dạy dỗ sư phụ á, ta với đệ cùng một vùng đất, cùng cha cùng mẹ, mấy trăm nghìn năm rồi, tức là mấy trăm nghìn tuổi của thế gian mà hôm nay gặp lại, tức là hiện giờ, thì con nghĩ sư phụ rất là ở trên trời, chúng ta không có già như nhanh như thế gian này. Thì khi xuống trần, sư phụ lãnh nhiệm vụ của cha để mà đưa nhân loại nhớ về Thượng Đế, nhớ về cái lon sữa bò mà ngày xưa tổ tiên chúng ta thường tôn sùng, thường lại mỗi buổi chiều. Mà hôm nay vì đời sống, vì những cái vô thần tam vô mà chúng ta lại quên cái lon sữa bò. Nhiệm vụ chỉ có nhiêu thôi, chứ thật sự là mấy con kêu hộ là sư phụ là cao rồi, đệ tử này mới là đúng, Mũi này mới là đúng. Chúng ta trên trời là anh em đúng không? Về trời lên trở là mình đi chơi hái hoa tắm màu sen hay là đi tiệc tùng ca hát đó, trở là anh em. Thì dưới trần thì mấy con muốn kêu sư phụ thì cứ kêu cho đã đi, thí dụ cứ cho là em hết, tức là con tất cả đều là con của Thượng Đế, cả sư phụ cũng con của Thượng Đế, mấy đứa con cũng là con của Thượng Đế. Thì có lý nào một người anh lại làm lành thầy đâu, chẳng qua là sư phụ tái sanh trở lại chuyển lưng thánh dương mà, thì sư phụ nhớ được nhiều thứ, các con cũng có quyền nhớ được nếu mà con tu tập ở những cái đời trước sư phụ đã thành Phật rồi. Nhưng mà một đời người ngắn quá, sư phụ không có đủ để trở lại, cho nên phải mặc áo đời đi ra nói chuyện. Nhưng cái tâm sư phụ là tâm Phật. Thì anh em nha, về trời là anh em. Thì đệ tử Mũi này đúng á. Còn gì phát biểu nó không Mũi? Không, vui quá mất à. Vui quá. Nhớ ta. Rồi, kế tiếp ai phát biểu? Lên.
Mỹ Mỹ là nó biểu con. Chọn con là thuộc cái bữa hổm mấy nó bầu con là Bi Chí Dũng. Lên. Lên màn hình là làm kỷ niệm được đó con. Nói mấy câu mà có màn hình là lưu truyền. Để tôi nói chuyện sơ sơ một chút. Ở trong nhóm họ thiền nó lâu á, thầy chờ bữa tối ngồi ở Thiên Long Thổ đốt củi cái lò đó, thấy cái lò hôm á, cái nướng bắp, nướng khoai, nó bắt đầu ngồi bầu. Ok, Bi Chí Dũng, đứa nào Bi Chí Dũng cái bầu, bầu ra thì bầu được hai người, có Bi Chí Dũng trong mọi thiên. Đây, một người chiếc nhỏ này, hai người nhớ đi mình nè. Đó, thì đó là Bi Chí và Dũng. Bi Chí Dũng nó phải thăng bằng lên, nó level cần theo mỗi ngày. Thí dụ Dũng nhiều quá trong một ngày cũng không tốt, mà Bi nhiều quá trong một ngày cũng không tốt, nó phải điều lên cái nhóm cơ thể chúng ta vậy đó. Khi mà chúng ta đứa con của chúng ta nó lớn tuổi, cái chân và cái tay của nó cũng phải lớn điều ra, không hiểu không? Còn cái mà nó phát triển lớn, thí dụ như mấy người luật sư, nó có cái gì? Nó có trí, nó khôn đúng không? Nó làm luật sư, nó có Dũng đúng không? Thiếu Bi, Bi không có chút nào hết, thì thành ra cái gì? Thành ra ăn cướp trên cây giết, một chữ giết của nó hơi giết cả biết bao nhiêu gia đình, hại biết nhiều người đó. Thì dân xăm mình cũng vậy thôi, nó có trí nó mới đi buôn thịt ke, nó mới làm đại ca, nó có Dũng nó mới không biết sợ chết là gì. Nhưng mà thiếu gì? Thiếu Bi. Nhưng mà cái này khác hơn luật sư, nhưng mà coi cùng một lọt đó. Rồi thí dụ Phật tử Bi quá trời Bi, thiếu trí, thiếu Dũng, hành ra gì? Gặp cờ gỗ. Con phải ngồi phải tính ra. Cho nên họ thiên chúng ta sư phụ muốn dạy mọi đứa có Bi Chí Dũng, thà Bi Chí Dũng hạng thấp còn hơn là nó đi không có điều, con hiểu không? Thà mình không có, chứ còn nó không có điều là người mình giống như bị dị tật vậy đó. Thì mình không có sống một cuộc sống bình thường, và mình có những cái react, những cái cử chỉ nó không có hay tạo nghiệp. Rồi còn này là Thiên Mỹ Mỹ. Dạ. Cảm ơn sư phụ. Sư phụ. Thôi nói đi. Dạ. Cái đó là sư phụ coi rồi sư phụ. Như là mấy anh chị em thì cho Mỹ cái vị trí dụng đó, nhưng mà thật sự cũng có nhiều cái mà mình còn học nhiều lắm. Tại con qua đây thì cũng nhỏ, mà bây giờ con vô trong Thiên Tâm là bây giờ cũng gần một năm rồi. Mỗi ngày được học nhiều, anh chị em có mỗi người một cái hay của người ta, thì con vô đây con được học cái đó rồi. Và con cũng học rất là nhiều của sư phụ, và con rất là cảm động bây giờ, tại vì con không có bao giờ lên đây mà nói chuyện về Thiên Tâm, không có cơ hội nhiều. Nhưng mà con rất là thương sư phụ, vì sư phụ đã hy sinh tất cả, giống như là mấy anh chị em cũng nói rồi. Sư phụ rất là hy sinh, mà sư phụ, sư mẫu, mấy đứa con luôn, mấy đứa con sư phụ, rồi anh chị em ở đây, mỗi người, chị Trinh, chị Ngân, nhiều người trong đây lắm, mỗi ngày cũng bỏ nhiều công lao. Thì con tới đây á, con rất là cảm động, mà tại vì con chưa bao giờ được thấy một cái gia đình mà nó rất là hạnh phúc. Cái trước mà ở điển cha đó thì con cũng nói y á, hệt vậy. Sau 9 tháng sau con cũng nói y hệt vậy, con chưa có thay lòng. Con rất là thương anh chị em ở đây, và thương sư phụ rất là nhiều, vì sư phụ đã hy sinh tất cả. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Cốt của đệ tử này là một tiên, tiên nữ ở đằng trời, bữa như vụ nó thứ năm hay thứ sáu vậy đó, thứ bảy cũng cao, ngoài dục giới đã tu rồi, hôm nay tái sanh lại là vậy. Cho nên mấy con đừng có nghĩ tại sao ở trong xã hội chúng ta
nhiều lúc cũng cùng cơ sành anh em đại khái, nhưng một người thì đánh rất là khác hơn như mình. Là từ gì mỗi là mỗi cái linh hồn của chúng ta, nó cái gốc của nó, cái nguồn gốc của nó khác nhau, khác nơi, khác chỗ, khác tần số. Khi chúng ta cùng một cái thời điểm cần phải mượn thân tứ đại đi vào trong bụng của một người mẹ để mà sanh ra đời, thì anh em của một đời này là chỉ một đời. Thí dụ hôm nay Veronica với Mỹ là chị em, nhưng mà cốt này cũng cao lắm. Sư phụ bảo đảm hai đứa này khi về trời cũng gặp nhau á, Gina nữa đó, cùng họ thiên là gặp nhau, tức là có nguyện lực để mà gọi là gì, hộ pháp của thiên tâm, thì cho nên mới gặp nhau như là ba chị em. Sư phụ nhìn cốt, sư phụ biết cái cốt rất là quan trọng, nó nói lên cái cử chỉ và cái đời sống thực tế của chúng ta đó. Thì đã là tu rồi, đã là một tiên trên trời rồi, thì vì hôm nay xuống đây để mà gặp lại chúng ta thầy trò chị em, nhưng mà sau này là cũng về trễ cũng sẽ gặp lại. Và cốt của miền Mỹ có những đứa cốt rồng hay là cốt xa xí điểu hay phượng hoàng, nhưng mà mẹ chưa có quá cốt thì cũng vẫn là con này con kia, đúng không? Con này đã quá cốt rồi thì trên nó đã ra là tim rồi, nó có cái đó nữa đó. Tại vì thí dụ như con mà cốt rồng đi, con phải tu trăm kiếp nghìn kiếp, thì lúc đó mẹ là Phật mẫu, mẹ mới quá cái cốt, thì mình mất cái cốt rồng thì mình mới thành cốt tiên. Có những đứa cốt thỏ hay cốt chim thì phải quá cái cốt chim thì mới thành cái cốt tiên, thì từ đó mấy vị mới gọi là tiên không à. Chứ mấy vị không có nói cái nguồn gốc nữa. Cũng như Phật Thích Ca hồi xưa cây hoa sứ, rồi hôm nay, rồi có một lần Phật làm con Phượng Hoàng á, vừa cái sự có kể chuyện đó, thì hôm nay là Phật rồi, đâu có lại kiếp anh nữa. Rồi con có gì nói nữa không? Con không có gì nói nữa, cảm ơn tất cả. Dạ. Rồi ba, hai, cứ nhìn Mỹ. Rồi ai nữa? Dạy cho con là lý do tại sao mà con phải bị hành hạ bởi căn bệnh đó, là tại vì con phải có một phần trách nhiệm và cái nhiệm vụ để mà đi theo sư phụ, giúp sư phụ một tay cho đạo thiên tâm của mình sau này. Cho nên con nguyện là nếu mà con hết cái căn bệnh nhức đầu, hoặc là sau này con sẽ một lòng một dạ nguyện theo sư phụ để mà giúp cho sư phụ. Cho nên con dùng hết sức mọn của con có thể ngồi hàng mấy tiếng đồng hồ để con quay video của sư phụ, thì con chỉ mong á là cái lòng và cái công sức con bỏ ra để mà gửi gắm tới mấy anh chị em ở ngoài kia, nếu mà không có cơ hội để mà gặp sư phụ á, thì cũng qua cái tâm tư của con thì gửi gắm ra ngoài đó để mà tất cả mọi người nhìn được hình ảnh của sư phụ và nghe những gì sư phụ nói. Thì con mong á là sư phụ của chúng con là một người thật sự là con không muốn nói quá nhiều, là tại vì con biết sư phụ là ai, thì chỉ có một đường con đi và con làm nhiệm vụ của con để mà gửi gắm tâm tình của con gửi đến cho mọi người, là xin mọi người hãy nghe những gì sư phụ nói, là tại vì sư phụ của chúng con hoàn toàn nói lên sự thật. Và con rất là cảm ơn sư phụ, từ ngày mà con gặp được sư phụ đã tháng 9 là đúng một năm, thì cuộc đời của con nó hoàn toàn thay đổi, và cái bệnh nhức đầu của con nó cũng bớt đi rất nhiều. Lâu lâu á, như một hai tháng mà con không gặp sư phụ á, thì cái nhức đầu của con nó trở lại, thì tự nhiên con phải mua vé máy bay để mà con bay qua đây để mà con gặp sư phụ. Dạ, hồi tuần rồi á, thì ở ngoài cái không gian nóng quá á, thì con ở ngoài đó cũng hơn nửa ngày, thì con cũng bệnh nhức đầu, thì con nói sư phụ ơi, từ sau con mới thăm sư phụ rồi mà sao con bệnh nhức đầu lại, nhưng mà giờ nó cũng mới, nhưng mà xin sư phụ giúp con một xíu nữa để con về mở một tháng sau, con không cần đủ ra. Cho điển nhiều người cái recharge 15 phút.
Dạ. Đệ tử siêu sanh đều có sứ mệnh. Dạ, con cảm ơn sư phụ nhiều. Cốt của đệ tử này là rồng, cũng có sứ mệnh, cũng giống như sư mẫu ngày xưa trước khi gặp sư phụ, bà biết đầu kinh niên My Brand mà Mỹ là bác sĩ mà chạy à, đến lúc mà gần vô với tự nhiên giờ hết nhức đầu, ca cũng hay hơi cũng còn. Hôm qua là bà vừa mới bị Covid 4 tuần trước á, cho nên còn yếu á. Chứ sư phụ hỏi mấy vị lý do tại sao những người xung quanh sư phụ trước khi gặp sư phụ là không nhức đầu, bị này bị kia. Mình nói tự hồi xưa có nguyện lực, có nguyện thề à, theo Phò Thái Tử để mà lập hội Long Quan. Ở cái thời mà hạ quân này, mạt pháp này mà không gặp ngài là họ cứ bệnh hoài. Có thể là mấy con làm tùm lum thứ chuyện sẽ không có thành công gì hết. Và có thể mình nói cái này hơi kỳ nha, là có thể đi về sớm à. Tức là cái mục đích của mình nguyện lực, cái thần hồn mình nguyện lực xuống để mình lập cái hội Long Hoa cùng với Đức Thầy cùng Sư Phụ à, ở nước Việt. Mà mấy con chưa có tìm được cái người leader của mình á, cũng giống như đội quân mà đi lạc á, sẽ bị bắn tỉa đó con à. Không bị đàn ông tỉa cũng làm hư rồi mình tạo nghiệp. Cho nên phải bị cái bệnh vậy đó. Đến khi tôi gặp Sư Phụ là tự nhiên bây giờ mình thành một cái gia đình vui vẻ như vậy nè. Là nó có, đó là lời của mấy gì vậy đó. Cho nên Thiên Thư Ba là có một rồng á, cục lớn á. Chị Ngọc Anh bộ pizza, bốn cái bánh pizza cứu được cái mạng, xếp từ từ nhờ bốn bánh pizza. Kể câu chuyện đi bữa kia. Dạ. Dạ, con chào mọi người. Để con kể câu chuyện của con. Con biết sư phụ là một câu chuyện rất là dài. Trước tiên là anh trai, rồi sau đó là ông chủ, rồi sau ông chủ rồi đổi thành sư phụ. Sau mối quan hệ này rất là long relationship. Yeah, con nói cái này. Tại sao? Sư phụ rất là nhẫn nại. Sư phụ biết sư phụ là ai? Mà cái người này á, có cái bệnh gì còn biết à? Đó là đã bớt hơn 70%, chỉ còn 30 đúng không? Cái bệnh nó dài, giờ nó dài à, không bao giờ hiểu đạo. Cứ mỗi lần lên núi á, là cái giống như sư phụ là cái thùng rác vậy á, cái ngồi đổ. Sư phụ rác nhẫn nại để độ cái chúng sanh này. Rồi cứ nói hoài á. Rồi cái sư phụ cũng nhẫn nại, rồi nhẫn nại. Đến khi mà cái ngày mà coi như là đầu hàng với cái thế giới này vậy đó. Để đầu bữa đó là mấy con làm chứng à, sư phụ kêu đi mua 4 cái pizza đó. Thì lúc đó mới nhận đệ tử, thì bữa nay thay đổi như vậy đó. Còn nếu mà sư phụ mà nói sớm, từ ngày đầu mà gặp giống như là nãy mà Tiên mà kể đó, thì hôm nay đâu còn ngồi đây đúng không? Là một người khác rồi. Đó là bị backfire. Cho nên khi sư phụ ra độ đời biết đứa nào sư phụ rất là nhẫn nại cho nó. Anh cũng được, ông chủ kiểu nào cũng được, nhưng mà đến lúc rồi á, cũng như đó đó anh đi Quynh Quynh đi, rồi mai mốt mình sẽ cũng sư phụ à, nhất tiếng nghe này nè, đây nhân chứng đang ngồi đây cũng là anh nè. Dạ, tại vì chị đó nên con cũng muốn lên. Từ từ đi, ta hiểu. Thì mục đích mình là gì, mục đích mình là gì à, miễn sao cha dạy kiểu nào cũng được, hợp thời hợp cảnh là quan trọng. Miễn sao một người mình làm cho người ta có cái đường hướng, một cái lối đi tốt và thánh thiện là chủ yếu sư phụ. Không cần phải thầy trò, cũng không cần học đạo, cũng không có cần thiết mà theo tôi là phải đọc kinh gì. Sư phụ chưa bao giờ, trừ khi đứa nào đang đọc rồi mà bỏ thì phụ la thôi. Sư phụ không có pressure hay là làm một cái gì gọi là mình truyền đạo hết chứ. Sư phụ giao duyên tự nhiên không, mấy con thấy không? Tiếp tục. Hôm nay con cảm ơn, chân chưa bao giờ cảm ơn sư phụ á, nên hôm nay á, con thật sự rất cảm ơn sư phụ, là con may mắn được gặp được sư phụ. Từ lúc nhận làm đệ tử á, thì á,
con đã học rất nhiều từ nhỏ giờ con đi Phật, con lớn lên con chỉ biết đi học hết lúc này có lúc kia cứ đi học rồi đi làm, chỉ biết đi học với đi làm thôi chứ không biết tu gì hết, nên con sorry không có làm là một đệ tử giỏi, nhưng mà con rất là cố gắng, con rất là muốn học mỗi ngày, nên mấy anh chị ở đây rồi có ai mà thấy con sai nói sai gì cứ vậy. Rồi đi kêu con nói cái này sự thật. Dạ. Từ lúc mà con chưa biết cầm cuốn kính, con lung bung chuyện nhà, con không biết phương hướng để đi, đầu dọn ở tiểu bang này. Dạ, okay. Đến ngày hôm nay con đọc kinh giỏi cỡ nào, cái khoảng thời gian là bao lâu? Dạ, con chỉ nói. Ok, để cái khoảng đọc kinh. Quan trọng á, để cho ta hiểu. Dạ, con sẽ kể. Từ con nhận làm sư phụ nhưng mà con về con chỉ ngồi thiền thôi, con cũng cứng đầu lắm, từ hồi đó giờ mười mấy năm nay chỉ biết ngồi thiền không, không có biết đọc kinh. Cái con mỗi lần con lên chùa á, không phải con lên núi, con thấy mọi người tụng kinh đó là con sẽ đi, ví như là mọi người ở điện mẫu thì con sẽ xuống điện Phật con ngồi, nói chung là ở đâu mà có tụ tập thì con sẽ đi xa ngồi chỗ mình vậy. Cái xong tới một ngày chắc là chịu hết nổi rồi, không biết cha mẹ cũng thương, tự nhiên cho con ngủ nằm mơ thấy sư phụ. Sư phụ nhìn con cười mà sư phụ ở trên núi có một mình, cái con thấy vậy con nói ok, vậy sáng hôm sau phải lên gặp sư phụ. Thì nhờ cái ngày hôm sau đó lên gặp sư phụ, gieo duyên 4 cái bánh pizza xong rồi về cái là theo mấy chị đọc kinh mà em em muốn chia sẻ với mọi người á là cái đọc kinh nó hiệu quả lắm. Hồi đó giờ em chưa bao giờ mà tin hết á, mà chỉ có, nếu mà em suy nghĩ thì chỉ có 4 hoặc 5 tuần đọc kinh thôi, mà cái bệnh của em á, em có từ nhỏ tới lớn em có một cái căn bệnh là đau everything về đường ruột, ngay cả mỗi tháng em có period, hồi nhỏ tới giờ em phải uống thuốc, em phải uống every single day, nếu mà không uống á, thì mỗi tháng á, thứ nhất á, nó sẽ không có đúng ngày, thứ hai là em sẽ đau bụng đi cầu, ở trên cũng ra, ở dưới cũng ra, mà đau hoàng hoại, đau kinh khủng, đau không thể tưởng tượng, là ở Việt Nam là chỉ phải vô bệnh viện thôi, nhưng mà hồi thời ở bên Úc á, thì vô bệnh viện người ta đâu có chích cho mình đâu. Nên á, mỗi lần em đau vậy em cứ phải ở trên lầu, cái mỗi lần đau vậy em phải xuống bệnh viện ở dưới cái lầu dưới á, nói bác sĩ năn nỉ nằm lạ nằm luôn ở cái reception, nói là giờ đau quá chịu không nổi, năn nỉ người ta chích cho để cho nó hết đau. Nhưng mà vậy là em bị cái chứng đau đó là mấy chục năm á, mà nhờ đọc kinh có 4 tuần thôi, mà 3 tháng vừa rồi là 3 tháng đầu tiên trong cuộc đời của em không bị đau, em không cần uống thuốc. Em nghĩ là cái này là nhờ đọc kinh. Giống như mọi người nói là đọc kinh để giải nghiệp rồi. Mà cái em biết cái bệnh này là từ kiếp trước, tại cái lúc mà chưa làm đệ tử ấy, thì sư phụ có nói là kiếp trước em chết là vì một cái bệnh ở bên đường ruột, nên đã thôi mà kiếp này em vẫn còn những cái bệnh đó nữa. Mà con không biết hồi đó con làm cái gì mà con chết chuyện chứ. Con cũng may mắn có kiếp này gặp sư phụ. Con cảm ơn là nhờ có sư phụ kêu đọc kinh mà hết bệnh. Xong bây giờ con chỉ nguyện là quẹ chân nữa. Không, cái chân hết rồi sư phụ. À, thêm cái chân nữa. Quẹ giống như là đọc kinh. Em đọc kinh mới có 2 tuần, em đọc kinh có 2 tuần à, tự nhiên cái hả cái chân á hả đi cả nhắc, mà chỉ là bend cái chân, chỉ là bưng cái pot mà không có bend cái knee thôi, mà hả cái chân đi cả nhắc á hả cũng phải mấy tuần luôn, thì cái đó cũng nhờ sư phụ chữa. Okay, đến nào nhớ rõ vụ 4 cái pizza con phải cảm ơn 4 cái pizza, để kể rõ 4 cái pizza nó mới vui. Yeah. Đến nào nhớ rõ câu chuyện lên đây kể đi. Chính nhớ không? Đây câu chuyện đại khái làm gì? Thôi con kể cho, thôi chuyện của con. Cảm ơn sư phụ. Sau khi nhận làm sư phụ cũng lì, không có chịu đọc kinh, chỉ muốn ngồi thiền, nhưng mà tại do cuộc sống thôi cũng có nhiều stress. Con và trách nhiệm con lo cho gia đình nhiều lắm. Nên trong gia đình đó, mà ai có gì cũng kêu chị Tiên hết. Rồi cuộc sống
sống vợ chồng cũng không có happy, chồng con thì tốt nhưng mà chỉ có điều là vác khó tính và con chịu không nổi nên cũng bị stress. Thì một bên thì chồng, một bên thì gia đình, nội ngoại ai có chuyện gì cũng kêu Mỹ Tiên á, là xưa Mỹ Tiên cực không ai kiếm hết trơn á. Nhưng mà sao vì con bị áp lực quá, con bị stress quá chịu không nổi nên con muốn con suy nghĩ là con phải đi tiểu bang khác, sống một mình không có liên quan tới ai, không có gặp ai thì sẽ bớt stress. Nên con với lên núi cái gặp sư phụ kể hết là bây giờ con muốn đi tiểu bang khác. Lúc đó là con cũng đã sợ hết rồi, cũng biết muốn mua đi đâu rồi, chỉ lên nói sư phụ một cái là chuẩn ngày chuẩn bị ngày đi thôi. Thế xong rồi nhờ sư phụ khai sáng mà con hiểu là không cần phải đi đâu hết, ở đây thì vẫn có thể giải quyết được vấn đề. Tại hồi đó tâm tối quá không nhận ra. Không nói gần đúng rồi. Giờ đọc kinh sáng là giờ xong rồi, giờ đọc kinh nữa. Nhờ em cảm ơn chị Trinh á. Chị Trinh thì cũng dạy em nhiều cái, nhưng mà rồi nhờ đọc kinh thì cảm ơn chị Yến và chị Trang. Mỗi ngày hai chị đợi em lên đọc kinh. Nhờ vậy mà em chỉ có ngày hôm nay, ngày nào cũng cười như con khùng. Vui lắm, cái này vui. Cho nên bây giờ ở trong hội thi chúng ta bất cứ lúc nào mà hãy muốn ăn thi xà là free. Bây giờ mình đặt tên là Thiên Mỹ Tiên là Thiên Free Thi Xà. Đây cứ... mỗi lần có thi xà mọi người có nói Tiên em mua hả? Để cho mình kể. Tại vì lúc mà sư phụ ngồi nói chuyện với một nhóm mấy đệ tử ở ngay chỗ nhà Bùi Trúc mà gần cái bờ hồ đó, có cây võng á. Cái tự nhiên cái người này cũng giống như nãy kể lù lù á, rồi cái đi xuống nhớ không? Là mình đã ngồi đó mấy tiếng rồi. Cái đang lúc đó thù tính đứng dậy để mà mình đi kiếm nhạc. Cái tự nhiên có người này đi xuống cái nó đói bụng hay gì đó. Cái nó để con đãi. Để đãi. Thì trong lúc ăn thì phải có thời gian. Thì ngồi mới biết là người này sắp sửa rời khỏi tiểu bang là đi. Thì cũng như bao nhiêu đứa hội thiên gần đây như Kim Bản mẹ có ngồi đây kể vậy đó. Thì những cái chuyện nhỏ xíu trong mắt sư phụ đó là chả lại gì hết. Nhưng mà cái những người bình thường hay là sư phụ nói là bình thường nha, không có hiểu được cái gốc và cái ngọn, và phải muốn trị tiệt gốc là chỗ nào. Bây giờ con có đi tiểu bang đó, bây giờ con còn khổ bệnh hơn nữa. Cũng giống như Trúc Mai mình là sáng đó, con nhớ không? Rồi dọn xe đồ, chỉ một cú điện thoại của sư phụ thôi, một cú của mẹ nó mấy lần đó. Thì rất là dễ, tại sư phụ nhìn đó. Thí dụ như với khả năng trí tuệ sư phụ, kinh nghiệm trong sống đường đời từ nghèo cho tới hôm nay. Nhưng mà bề trên của sư phụ, những người dị hợp pháp, họ thần thánh, họ có thể giải quyết được chuyện mấy con. Thì sư phụ nói ban đầu cần dọn đi đâu, đi mua 4 phi xà đi. Chỉ cần tới 4 phi xà về đãi một đống mấy chị em ngồi bữa đó. Là sư phụ ngồi giảng bài cái là tự nhiên bây giờ thành ra Mỹ Tiên mới. Hay quá. Nên từ đó đặt biệt danh là phi xà luôn. Giờ thích đãi đó. Tự gì một cuộc sống mới mình có thể dùng bạc tỷ mua không được đó nha. Mà 4 phi xà mấy ông thấy rẻ không? Mà bệnh tật đầy mình nữa. Nhưng mà chị Yến từ nay em hay cười, chị đừng nói em khùng. Mày vui quá rồi. Chị nói hả, mà em cười hoài người ta cũng tưởng em khùng á. Rồi. Nhiều chuyện lắm, đệ tử này nhiều vụ. Rồi còn ai lên phát biểu tiếp? Đang kiều Thiên Mỹ Tiên Ngọc Anh mời. Lên hai người lên luôn, lấy hai ghế ngồi đây nè. Con ngồi đi sư phụ. Thôi mình ảnh thôi, sư phụ ngồi đó đi. Ôi em mình nói tiếng Anh. Có mình không, ảnh à, hai đứa lên ngồi đi, sư phụ vô restaurant, sư phụ ra liền lẹ lắm. Lên chuẩn bị ghế đi. Lên chuẩn bị ghế nữa đi. Khỏi cần ghế. Con ngồi đây kìa. Cô Trinh, Trinh, Trinh. Khỏi cần ghế. Để cho con ngồi. Chị ngồi đi, ngồi ghế. Cái chuyện mới.
sư phụ. Nãy giờ con nghe có nhiều chuyện hấp dẫn, ly kỳ và rất là thích thú. Chắc con không có chuyện hấp dẫn hơn đúng không? Anh Vinh là nhiều chuyện hấp dẫn. Rồi, con kể trước, cho chúng em Vinh kể sao. Thật ra con không phải là con mà là anh Edwin. Con lên đây để con, tại vì anh không có biết tiếng Việt Nam cho nên con lên đây để con nói được gì. Thì trước khi anh nói chuyện thì anh có xin phép sư phụ là cái chuyện anh muốn chia sẻ là buổi sáng này con với anh lên trên điện mẹ thì chúng con ngồi thiền. Thì anh muốn chia sẻ cái trải nghiệm buổi sáng này ở trên điện mẹ. Nhưng mà anh muốn xin phép sư phụ có nên quay video hay không? Những cái mà anh trải nghiệm nó sắp sửa không? Cứ quay đi. Nếu mà sư phụ thấy... Dạ. Vậy thì cứ để quay video ha sư phụ. Dạ. Thì kính tất cả các anh chị em ở đây, sáng nay một anh với ảnh lên trên điện mẹ thì mình có ngồi thiền, rồi anh cũng ngồi thiền. Thì trong lúc mình ngồi thiền thì có một số các đệ tử cũng có mặt đó, cũng có chị Thu Lan nữa. Và các đệ tử thì ngồi đọc kinh mẹ. Còn mình thì mình ngồi thiền với ảnh. Mình ngồi thiền rất là ngắn, khoảng chừng 20 phút. Xong rồi sau đó mình cũng đọc kinh luôn. Nhưng mà ảnh ngồi hết buổi, hết cái buổi tụng kinh. Thì ảnh có những cái trải nghiệm. Hôm nay để cho ảnh kể cho sư phụ và tất cả nghe cái trải nghiệm trong cái lúc mà ảnh thiền. Còn mình ngồi đây để dịch sang tiếng Việt Nam. You can speak English, no problem. Okay. Yeah, yeah, okay, yeah. She will translate Vietnamese to them, but so, I understand. Go ahead, talk. Anyway, yeah. I just said that this morning we was at the Mother Palace in Thiên Long Sơn, and during the time that some of the people were reading the sutra, we, you and I, were meditating. And after about 20 minutes, I joined the sutra meeting, and you continue meditating. And after the session's over, you share with me what you have experienced during the meditation. And so now you can share your experience to everybody here, including the part that I will need the translation. And you can also share the part that's why some of the other people. Is this on? Hello? Yes, yeah. This is why you said, close to on. So this morning we were in the Mother's Palace and there were five or six other people there and reading the sutra when we came in. And my wife and I decided to meditate. So we did, and during the meditation, I meditated for about, I timed it with a stopwatch, because we're recording and what happens later, about 50 minutes total, and I reached a relaxing state, and as I'm working on meditation, practicing meditation, during this meditation, I began to see not just
the people that the Daitodai were reading the sutra. But I began to see the whole Mother's Palace completely full of other entities. Every piece, every place, all beside us, all around. I would say maybe 50 to 100 entities there, all in a meditative sort of state, or I mean kneeling down. And it was that way for the next 10 or 15 minutes. When the reading of the sutra ended, oh, and by the way, two of the entities, one had a very bright aura, and the other one had a very, very bright aura. They weren't all the same, but it was completely full of entities in the Mother's Palace. Rất là đông chư vị, có thể là cả trăm, hàng trăm vị ở trong điện mẹ. Và trong số những vị ở trong điện mẹ thì anh thấy có hai vị hào quang rất là sáng sáng, một vị thì cái hào quang rất là chói sáng, và còn một vị nữa thì có cả một cái cột ánh sáng đó, sư phụ, bung lên cao. Còn những vị khác thì anh thấy rất là đông ngồi chung quanh, trong lúc các đệ tử đọc kinh. Đó là anh thấy trong phòng rất 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 là đông chư vị. Okay. So as I was meditating, the chanting, the reading of the sutras went on for some 20 minutes maybe, and then I didn't know that you had joined them. Then when the reading ended, I could see the people were moving around, but the entities were still there. Other entities. I don't know the right word to use. I use entity rather than people or persons because they're different. And they still stayed around in a kneeling worship mode. Thì anh thiền, anh vẫn cứ tiếp tục. Lúc đó có thêm vài đệ tử nữa bước vào trong điện. Anh thấy chư vị, lúc đó có một vài chư vị cũng quỳ xuống, mà anh không có biết là lúc đó Ngọc Anh đã xả thiền rồi, và lúc đó mình đang tụng kinh với các đệ tử. Thì anh thấy là chư vị có một các chư vị ở trong đó, có một số các chư vị cũng quỳ luôn ở trong phòng. Thì đó là cái anh thấy. Còn cái phần anh sắp sửa nói tiếp nữa thì mình cảm thấy lúc nãy sư phụ hỏi là cái trải nghiệm mà mình anh sắp sửa chia sẻ có lợi hay không đó. Thì thứ nhất là để cho tất cả quý vị ở đây thấy, và những người trên khắp nơi đang coi, thế là điện mẹ rất là linh thiêng, chư vị rất là tâm ở trên đó. Và nhất là khi mà chúng ta đọc kinh thì các chư vị tề tụ về đó rất là đông quý vị. Anh nói như vậy đó. Còn cái phần mà anh sắp kể đây đó, là anh nói là anh không có biết mình đã xa thiền, mình đang đọc kinh. Rồi cái lúc mà đọc kinh xong rồi đó, thì lúc đó cái phone của anh, cái alarm nó bắt đầu nó
Hôm đó rèo lên thì lúc đó anh cũng xả thiền. Nhưng mà anh vẫn còn thấy chuyện gì. Anh xả rồi nhưng mà anh vẫn còn thấy chuyện gì. So as so after the reading of the sutra was finished, everything all of the everyone entities were all sitting around and the reading of the sutras were finished, and I was still watching, seeing. Then everyone started packing up, moving, getting ready to leave, and conversations started. And there were just conversations about, you know, leaving and things like that. And at that time, all of the entities left. And what was left, there was kind of a golden mist or fog that I saw for a little bit. And I continued meditating. Now, what I got, this, I've been in the Mother's Palace in the mornings before, maybe 7 or 8 o'clock in the mornings. A number of times, but I never have meditated there. But I've been in the palace with incense and so on in the mornings and asking for blessings for meditation and other things. But I never realized that I was kind of there by myself, but actually I was not there by myself. So that was one thing I learned from this, is that early in the morning, I go in the door, you know, and I'm doing about things like that by myself. But maybe the whole room was full of other entities at that time. But I was not meditating to be aware of it. And I'm not able, I don't see that when I'm not meditating yet. So I feel humble, more humble than I realized that I was kind of, yeah, I'm here, I'm the only one. But not really, it's a very sacred, very holy place, a very special place. And there are a lot of entities around, maybe all the time. That's my experience. Yeah, I did notice that when After the the reading of the sutras, when the conversations got a little bit, you know, talking about other things and so on and so on, I saw all of the entities leave. Maybe there were one or two that stayed. So I had the bright aura that I talked about earlier, and then they also, I didn't see them. I say they left, I don't know. I didn't see them anymore. That there was just a golden sort of mist around, and then after I continued meditating for some more time, and then after the meditation was over, I looked at my watch, said 50 minutes, and it actually seemed like 5 minutes, very short. Thì anh có nói là cái lúc mà cái buổi tụng kinh hết rồi xong rồi đó, thì chư vị cũng vẫn còn ở đó, nhưng mà có một số đệ tử sau khi tụng kinh xong thì có nói chuyện hơi lớn, thì mình cũng xin lỗi các đệ tử là sáng có mặt trên đó. Nhưng mà mình cảm thấy cái này nó có lợi cho tất cả mọi người, cho nên mình cũng xin. Với lại anh cũng có nhờ mình cũng nói cho mọi người biết cái chuyện này. Bởi vì anh thấy là chư vị khi mà các chị ngồi nói chuyện hơi lớn ở trong viện mẹ, thì tự nhiên chư vị rời bỏ khỏi. Có vẻ như quý vị không thích mình nói chuyện lớn ở trong việc của mình. Thì khi anh ra ngoài, anh mới nói với mình là phải, có lẽ phải làm cách nào để giữ cho niệm mẹ được yên tĩnh.
nếu mà mình cảm thấy mình muốn nói chuyện thì mình đi ra ngoài để nói chuyện. Còn ở trong nhà mẹ thì tụ kinh học thì chư vị sẽ thương hơn. Và nếu mà mình ngại ngào quá, chư vị không có chịu nổi. Anh thấy chư vị rời khỏi phòng mà như là một cái đám mây vàng, màu vàng, chư vị quọt ra ngoài. Cho nên nếu có thể đó, với các AC ở căn, có thể để một cái bảng giữ yên lặng. Chư vị cũng muốn ở trong đó với mẹ, mình nghĩ như vậy. Cho nên mình cố gắng làm sao gặp chị em gặp nhau thì vui vẻ, phải không? Mình nên tứ tâm tứ thức mình nói chuyện, nhưng mình quay ở trong miệng mẹ không phải chỉ có mình thôi. Như vậy là mẹ không có nói. Trước giờ anh cứ tưởng là trong đó chỉ có mình thôi. Tại anh thường hay lên trên buổi sáng sớm. Anh cố tình đi lên nó sáng sớm là để ít người, cho nên anh được yên tĩnh để anh tìm. Nhưng mà thường có những cái dịp tổ chức lớn là chưa bị ở xa, các vị khách ở xa thường về thì lên điện mẹ nó đâu đó, thì anh nhận thấy cái điều đó, anh muốn chia sẻ với tất cả mọi người thân chúa một chút. Mình gặp nhau thì mình vui vẻ, cho nên nhiều khi mình rất thiếu mình nhớ. Cố gắng nhớ cái chuyện đó để giữ cho cái điện của mẹ được yên tĩnh. Thì chưa bị để trong đó nhiều, nó chưa bị nhiều thì nó thì trong đó sẽ có nhiều điểm. Như mình lên đó mà mình thiền, mình cảm thấy khỏe lắm. Và mình cảm thấy có vẻ như mình khôn hơn lên chút. Anything else you want to say? I learned a lot this morning. So I will be... Unless I'm at an apartment room. Mother's Palace will be different from me from now on. And I'm practicing meditation. I'm learning from my master. Start teaching me meditation. Anh nói hôm nay anh học, bạn học là ở trong điện mẹ có rất đông chư vị, và anh cảm thấy từ nay anh sẽ lên điện mẹ thường hơn nữa, và anh sẽ tiếp tục tu tập theo những gì sư phụ đã dạy anh, đang dạy anh. Dạ. Cảm ơn sư phụ cho chúng con, cho mọi người để chia sẻ kinh nghiệm của anh. Thank you, Edwin, for your experience sharing this wonderful story. Tất cả các đứa con họ Thiên ngồi ở nơi đây phòng này từ 5 năm trước, những cái gì Edwin nói, đứa nào nghe clip từ số 1 tới 254, sư phụ nói cái này bao nhiêu lần? Nhiều lần lắm đó không? Nhưng mà mấy con nghe thì để một bên thôi, tôi chưa kiểm nhận, tôi không biết tôi tin sư phụ tôi hay không, đúng không? Gật đầu tức là để tôi chưa tin. Nếu mà sư phụ kể thật hết những cái gì mà trong đời sống phân nửa của sư phụ cho các con nghe, các con sẽ không bao giờ có đứa nào có mặt ở trong phòng, và cũng sẽ không bao giờ có một sư phụ là Thiên Tướng Kiệt. Nếu sư phụ kể thật hết sự thật, tại vì các con sẽ không bao giờ tưởng tượng được, con hiểu không? Thôi chỉ kể theo cái hợp cái thời hoàn cảnh với cái khả năng cái trí tuệ của những đứa thiện tâm quay đầu đi tìm một cuộc sống tốt hơn và một con đường để mà đi thoát khỏi cái cảnh địa ngục trần gian này thôi. Hôm nay sư phụ mới có bao nhiêu mấy chục triệu người ở Mỹ, 5-7 nghìn người. Còn nếu mà sư phụ mà kể thiệt thì hết, bảo đảm không có người nào bây giờ theo sư phụ, bảo đảm họ nói sư phụ là
là vua quan tưởng, chứ chỉ bị tiếng quan tưởng thôi, điên thôi chứ không phải là vua điên. Nó còn nhiều hơn như thế. Ngày 16 tháng 3 năm 2017, cũng ngay cái điện mẹ, trời ơi, quên hồi sáng vừa mới kể. Cha mặc áo long bào màu vàng, mẹ mặc áo long bào cha mặc áo long bào màu đỏ, mẹ mặc áo long bào màu vàng, rất là quay nghi, sau lưng muôn trùng luôn. Cái điện mẫu lúc đó nó là khoảng, hiện giờ là khoảng 300-400 square feet, nhưng mà lúc đó nó thành một cái không gian cực kỳ rộng lớn. Và muôn trùng chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát, những chư Phật ngồi trong tòa sen á, đầy trong đó, ánh sáng trong điện mẫu rực sáng hết. Sư phụ quỳ ngay đó, và có 12 người đứng sau lưng sư phụ. Trong kỳ đó có mấy con biết 12 người đầu tiên. Ngày 16 tháng 3, cha ban cái đạo xuống trần gian cho chúng ta, để chúng ta biết đường về cha mẹ, là ngay ngày đó. Cũng là điện điện mẫu, mà nơi mà ai tới cũng lên, rất là màu nhiệm. Từ một cái tượng gỗ nhỏ xíu cũng có một vị đó thiệt. Cho nên sư phụ thường dạy mấy đệ tử làm gì làm, vô điện mẫu. Giống như Vinh nói, I already put aside, keep quiet, right? Có không? Từ đầu đã có rồi. Chẳng qua là các con không có để ý thôi, sư phụ dùng chứ không để ý. Để con phải để ý. Mình lớn tiếng, mấy vị không có thích nghe. Là vì sao? Là cái miệng của chúng ta, ruột rang phèo phổi chúng ta nó trượt cho lắm, nó hôi lắm. Mấy chư vị là thơm Phật với Bồ Tát không à, mà cha mẹ ở đó là có tứ đại thiên dương, rất là màu nhiệm. Rất là, tại sao bao nhiêu người vô trong điện mẹ đều lăn khóc, đều từ một người cực ác thành cực thiện. Tại sao núi Thiên Sơn hôm nay lại nổi tiếng khắp thế giới, lại cứu được biết bao nhiêu chuyện binh đao khói lửa mà cứu hàng vạn chúng sanh? Một nơi tầm thường làm được vậy à? Vậy mà cái đám cao đi nó đòi đập cái điện mẹ hoài đó, không biết không? Năm năm nay đòi đập hoài đó, hỏi đi thì chán ngồi kìa. Thế nó ác không? Chứ vụ, bởi vì tại sao vụ tốn gần 3-4 triệu bạc để mướn lực sư, mướn tùm lum để mà giữ cái điện mẫu lại tới ngày hôm nay? Sư không biết ngày mốt con giữ nổi không? Mỗi nơi màu nhiệm như vậy mà người trần thế gian mình cứ đòi đi đập. Lời của sư nói các con gắng ghi nhớ. Cho nên cái thành phố này sau này nó sẽ có cái trận là đại hồng thủy, Ring of the Fire, San Francisco sẽ đi xuống lòng biển. Cái thành phố này mấy gì nói sau này nước sẽ dâng lên, sẽ không còn phồn thịnh như thời nay nữa. Ngày hôm đó chúng ta không còn ở đây nhiều nữa. Nhưng mà sư không có mong vậy. Hôm nay sư nói ra được, có nghĩa là sư xin được. Những cái người mà ác với sư phụ cỡ nào nữa, sư cũng đều xin được. Thì con cảm thấy mình thương cái điện mẫu. Cho nên hôm nay đứa nào lên được điện mẫu thì cứ gắng lên. Hiểu bây giờ cũng chưa có biết là cuối cùng mà nó có kháng mình phải đập không á. Hiện giờ mình cũng đang nửa nửa. Tại mấy tuần trước nó tới rồi. Mà trong khi một nơi rất là màu nhiệm linh thiêng ban ra cái đạo cho toàn thế giới, sư phụ mà kể thật sự những gì hô trải kinh nghiệm qua đó, là sư phụ sẽ không có một đứa đệ tử nào hết. Con tin sư phụ. Con tin, nhưng mà khi mà sư phụ nói nhiều, khi sư phụ nói như vậy nha, sư phụ nói ngay trong thời khắc này, xung quanh chúng ta có khoảng 30 người không phải là người phạm. Con có tên không? Đâu, ổng đâu, mấy người đó đâu? Đào trên mấy cái bóng này hả? Trung quanh tường. Khó nói lắm các con.
Nhưng mà những ngày đầu sư phụ có nói ông A Hồ, sư phụ tải ổng nữa, tướng ông cao như hết bên nhìn đó, ổng vẽ cái mặt ổng nhìn nè. Cho nên lúc đó Hoàng Trang và anh mới đi tìm cái tượng nhỏ đó, y chang nhỏ luôn, ổng khoái lắm, trời ơi giống tôi quá vậy. Vậy cũng như mình thôi, cũng phải có cái chân thành, cũng có hiện hữu. Mẹ như vậy là mẹ như vậy. Thế Huynh là người thấy sư phụ có bể trong Hồ Quang sư phụ bữa last time you saw me, right? Yes. My aura, right? Yes, yeah. Mấy đứa con cũng có coi clip đó, Huynh nói chuyện quá. Sáng nay sư phụ nói đó, nói. Cái hồi đó anh thấy cái hào quang của sư phụ chưa từng bao giờ thấy cái hào quang anh không thể nào mà diễn tả dùng cái ngôn ngữ của mình để mà diễn tả cái hào quang của sư phụ. Mình hỏi anh tại sao anh biết đó là sư phụ, anh nói là có một cái như một cái tâm linh nhập vào cái trí tuệ của mình cho mình biết đó, người đó là sư phụ. Mà từ cái chỗ anh ngồi cách chỗ sư phụ nó rất là xa, lúc có sư phụ ngồi mình nghĩ là chắc là ngân đó, đọc cái nón lá Việt Nam của mình đó. Sư phụ Hiên Ngân là hôm đó ngồi ở chỗ mà gần chỗ cái miếu địa thần đó. Mà anh thì anh ngồi tuốt gần chỗ cái ban Paris đó. Thì anh lên núi rồi thì cũng thấy là cái distance, cái khoảng cách từ đó mà qua cái chỗ sư phụ ngồi rất là xa. Mà anh thấy cái cột ánh sáng của sư phụ cao tuốt lên tận trời luôn nha. Đi qua lên tận trời luôn, từ trung văn đó mà nhiều vòng hào quang hai bên. Thì hai bên cái cột ánh sáng đó là những cái vòng hào quang của sư phụ phủ trung quanh như vậy, và rất là xa tuốt. Nhưng mà anh nói xa không thể nào mà mình có thể đo lường được. Anh nói là cái hào quang của sư phụ là như là không thế nào mà diễn tả được. Và cái độ sáng rất là sáng, cái đèn ở thế gian này không thể nào so sánh được. Ở thế gian này không có cái đèn nào mà so sánh được với cái sáng của sư phụ. Tại sao anh nói đó là sư phụ? Thì lúc mà anh ngồi, anh nói không biết trước này chắc mình tưởng tượng thôi. Cái anh mở mắt ra, anh vẫn còn thấy, cái ánh sáng. Xong rồi khi anh nhắm mắt lại thì tiếp cũng vậy, cũng y chang như vậy. Thì anh ngồi với anh không biết bao lâu nữa, cái anh nghe có cái tiếng bước chân ở trên cái đường, lúc đó có cái đường sỏi thì tiếng về phía của anh đang ngồi, và cái ánh sáng nó cũng đi về phía của anh đang ngồi. Thì anh thấy rõ ràng cái cột ánh sáng nó lại đi tiến về phía của anh, và bên cạnh thì có cái cô này nè, cái cô đệ tử bên cạnh đội cái nón lá nữa đi bên cạnh, đi tiến về phía của anh. Anh nghe cái tiếng, rồi nghe tiếng sư phụ nói chuyện với Ngân. Thì lúc đó là sư phụ tới rất gần chỗ anh ngồi. Sư phụ kêu anh Quên, cái anh mở mắt ra anh thấy đúng là cái cột ánh sáng này là sư phụ chứ còn ai vô đó nữa. Lúc đó Ngân đi bên cạnh sư phụ nữa, rồi anh về vì anh đang viết một cuốn sách về những cái trải nghiệm anh ngồi thiền. Cho nên anh về anh vẽ ra những cái gì mà anh thấy, anh vẽ ra rồi sau khi ngồi thiền thì anh thu băng, anh ghi lại hết tất cả. Anh có rất nhiều cái trải nghiệm mà
sau này nếu mà có cơ duyên anh sẽ viết cái cuốn sách anh kể lại hết những cái trải nghiệm đó, chứ bây giờ nhiều quá nói ra không hết, mà nếu mà không thu băng hay là không ghi lại thì rất dễ quên. Cho nên theo cái lời khuyên của sư phụ thì anh ghi lại hết, rồi ngoài cái việc viết ra sách, anh còn mua cái máy thu âm lúc nào cũng ở bên cạnh đó, khi anh thiền xong là anh thu lại hết trong đó để anh về anh làm lại một cái cuốn sách. Thì hy vọng là sau này nếu mà cuốn sách tất có thể viết xong thì cũng có thể là mọi người sẽ được viết thêm nhiều về những cái trải nghiệm mà anh đã trải qua. Dư Văn Phương, theo sư phụ. I have practically, we're here in this room. I'm looking and I see all of you. Sufo is here and appears as he appears with these eyes, but actually his appearance is a column of light 35 or more feet tall. Here. I have 64 dimensions. I can transform any 64 any form, whoever can imagine about me. So this is amazing and real. Anh nói tất cả là thật đó, tin anh đi, thật hết đó. Anh là một nhà khoa học gia. Mà anh nói như vậy, anh nói cái này không phải là để được ngồi đây để nói chuyện với chư vị đâu, không phải là để được tiến tâm hay cái gì, hay có lợi lộc gì, không có. Anh muốn chia sẻ để cho tất cả mọi người hiểu rằng mình đang gần một vị thiên tử 100% cứ thiệt chứ không phải là giả. Một vị thiên tử đến với chúng ta, Ngài là ánh sáng, Ngài là ánh sáng. Bởi vì mình là người trần mắt thịt cho nên mình thấy Ngài như là một người trần. Sự thật ra Ngài là ánh sáng. Và vì vậy cho nên anh muốn chia sẻ cho tất cả chúng ta và tất cả mọi người đang theo dõi buổi nói chuyện ngày hôm nay để biết rằng những gì sư phụ nói mà sư phụ nói đều có thật hết. Những gì sư phụ xưa nay sư phụ nói cái gì cũng có hết, cũng xảy ra hết. Và chúng mình cũng tuyệt đối tin tưởng những gì sư phụ dạy chúng ta. Còn nhiều cái chuyện nếu mà anh trải nghiệm, nhưng mà để bỏ mất thì giờ ở đây thì để con xin phép sư phụ buổi chia sẻ hôm nay xong thì mọi người sẽ thank you Ngọc Anh, xin hết mình hả con lên ngồi chia sẻ thiền đặt tâm, cứ mua nước phải uống hoài, phải có gì cũng mới đi, đang ngồi vậy mà dám bỏ thì giờ mua là một cái hy sinh đó. Chứ đứa nào cũng ghiền ngồi đây đúng không? Con lên, con phải có lý do con mới dám làm được những hành động đó. Mỗi lần mà ngồi trong đám con cũng hay đứng lại mua đồ ăn. Tức là con hy sinh cái thời gian của con là phải chuyện đơn giản làm được. Nó đây ngồi nói chuyện, cái này chỉ là phát biểu cảm tưởng. Đó là một sự hy sinh lớn luôn biết không? Chứ đứa nào ngồi sư phụ rồi không là muốn đứng gì. Có một đệ tử nè. Ngồi nghĩ sao nói vậy, con nghĩ sao con cứ nói vậy. Dạ, con có thích các sư phụ cũng lâu rồi, xong cái con mới nhắn tin cho sư phụ, xong giống như con cũng có đọc ba cái đức thầy, rồi con nói Minh Dương sẽ là Minh Dương là Phật Di Lạc, cho nên lúc mà
sư phụ nói sư phụ là minh dương cho nên con nói chắc chỉ là sư phụ lại Phật Di Lặc. Cho nên con có lòng tin sư phụ là Phật Di Lặc. Rồi con đi làm sao con muốn đi qua sư phụ lắm mà con không cách nào đi được. Tại con làm 7 ngày, mười mấy tiếng một ngày lắm, cho nên con không bao giờ được đi. Nên lại con không dám bỏ tiền nữa, cho nên con cứ phải làm hoài. Xong bữa đó có thằng Mỹ Đen vô, xong nó mang mặt nạ, xong cái nó mua bia, xong cái nó tới cái tính tiền, xong cái nó mua lay quay, cái nó lấy chai bia nó chạy mất. Con nói cũng may phước nó không có cướp con, như là nó không có lấy súng bắn con, nếu không con còn cơ hội đi gặp sư phụ rồi. Con nói làm sao làm cũng phải chết, phải trước khi chết con phải gặp sư phụ cho được. Cho nên con qua được máy bay qua đây thì biết sư phụ. Xong con đi lên núi Thiên Long Sơn mà con không biết được, không biết lên được, nhưng con đậu xe con chui xuống để lên điện mẫu. Nhưng mà lần đầu tiên con chui vô cái cổng hả? Dạ. Thôi con nhỉ, chỗ đó mà con chui được hả? Nó còn ấm đó. Xong cái con lên thì con lên một cái cầu thang, con lên không nổi. Sư phụ thấy con đi không nổi lắm đâu. Bây giờ con leo mệt, con cứ nghỉ hoài, nghỉ mệt hoài. Xong con lên được điện mẫu, xong cái con thức nhang cho cha mẹ xong rồi, xong con ngồi thiền lát, xong cái cha mẹ thương con ngồi thiền, xong cha mẹ cho con thấy được hình của cha mẹ y chang như trong hình vậy đó, thấy ngồi giống sư phụ nói y chang như vậy luôn. Dạ. Rồi xong cái con ngồi thiền xong rồi con nói con đi xuống con kiếm sư phụ. Xong con đâu biết được nay đâu, con ấy cái điện thoại á, nhưng mà nó cứ bị mất đường hoài, mất sóng hoài, cho nên con cũng kiếm được nơi đây, con tới được kiếm sư phụ. Con vô con thắp điện cha mẹ xong cái con qua con qua đây con thấy được sư phụ, con mừng quá. Xong cái con ngồi dưới đây nè, xong cái con nhìn sư phụ hoài, xong con thấy sư phụ có hào quang màu golden hào quang, con cứ tưởng là con cái mắt con nó bị gì, con cứ chớp mắt hoài, xong con có phải đúng không? Xong con nhìn thấy hào quang của sư phụ, nhưng mà con không dám nói tại con quê, con không dám ra ngoài cho người ta những người nói chuyện, cho nên con chỉ âm thầm như vậy thôi. Xong con kể cho con kể cho sư phụ, xong cái sư phụ mà giống như thấy thương tình con, thấy mặt con tối ôn vậy đó, chắc sư phụ thương tình mà nghĩ con, sư phụ cho con cái này. Rồi sư phụ nhận con là hết luôn rồi đó. Cái đó gần cái cuối cùng giờ đâu còn nữa. Đây là qua cái đợt rồi nên con được cái này cái như là cuối cùng rồi. Cho nên con xin đại luôn, con không bao giờ nghĩ con được sư phụ nhận con làm đệ tử đâu. Xong sư phụ cho con cái này, sư phụ dễ là chán con được, con nói anh người yêu của mình là con được làm đệ tử của sư phụ. Rồi xong rồi hồi bữa con ngồi con bấm ba lợi, xong cái con ngồi con thấy hào quang của sư phụ nữa, con thấy sư phụ trên đây thì nó sáng, còn ở đây thì rainbow, màu rainbow á, con tưởng con qua mắt nữa nhưng mà con nhìn hoài con cũng thấy sư phụ có hào quang nữa. Nó là gì sư phụ? Đó là gì? Cho con nhìn cái họ tiên nó là bao nhiêu nữa, từ mới sao đi con mẹ không kính nhiều lắm. Rồi sư phụ rất là cảm ơn, có đứa đệ tử rất là thật tâm thật tình và cũng có tiền kiếp cũng đã từng gặp gỡ sư phụ hôm nay ngồi đây. Tất cả chúng ta ngồi đây đều là duyên hết nha, duyên lành. Ok, và một hai người nữa. Thiên Quang lên đây. Sao Thiên Quang có chị Phượng muốn Thiên Quang này không tới bích đề đi, cứ để ông ngồi ông chờ bích đề để thôi giới thiệu trước. Thiên Quang là hồi xưa sư phụ đặt cái tên là đại tỷ tỷ của họ Thiên. Hồi xưa sư phụ có nhiều đệ tử nhưng mà không ai lớn trong cái nhóm hết, sư phụ mới để Thiên Quang làm đại tỷ tỷ. Nhưng mà mấy đứa con muốn nghĩ là đại tỷ tỷ hay là tiểu tỷ tỷ tùy, nhưng mà khi lời sư phụ nói ra sư phụ không có lấy lại. Thì con kể cái lịch sử là từ đầu
tới cuối, tới ngày hôm nay. Thì Văn ngồi xuống. Còn có cảm nghĩ gì cần nói ngồi xuống. Ngồi xuống thì Văn cũng đợi nóng lo ngàn gà. Ngồi xuống đi. Cảm ơn, gần lên. Con chị em sư phụ. Cảm ơn sư phụ là đã tạo ra Thiên Long Sơn để cho đệ tử chúng con có nơi đến để mà tu tập. Và con cũng rất là biết ơn sư phụ đã cứu con, tại vì ngày xưa là con tu trong chùa, ra, và con cũng sắp sửa đi xuất gia. Nhưng sư phụ thương nên sư phụ đã cứu con và đã đưa cho con nhận con làm đệ tử. Sư phụ, con muốn chia sẻ với anh chị em một chút xíu về tìm đi mẹ. Thì trong cái lúc mà mình tụng kinh đó, xong xuôi á, các anh chị em nên ngồi lại và thiền chừng 5 tới 10 phút, tại vì con cũng thấy được cái lúc đó là các chư vị còn ở xung quanh, và rất là nhiều lần các chư vị đến dạy cho mình. Có những người có thể nghe được, và có nhất mình có feel được các chư vị xoa động mình nữa. Đấy là sự thật. Và những lúc đó, tấm của con đó, là con cũng ít có khi nào nói cái chuyện gì buồn á, thì con cứ lên điện mẹ, con cứ lao chùi trong đó. Và con lao chùi cha mẹ, và con vô tình con nhận được một cái chuyện rất là vi diệu. Có lần con lao tượng cha mẹ, con cũng xin phép là con xin mộ phạm để lao tượng cha mẹ cho sạch bụi này nọ, thì chỗ con lao tự dưng á, con cảm nhận được một cái lực gì á, như là gần như là động đất vậy, như động đất vậy. Rồi cái tự nhiên cái có như là bàn tay của ai để đầu con, xoa đầu con. Sau đó nào cái chuyện gì buồn con cứ lên trên đó, con cứ khóc và con cứ ôm tượng cha ôm tượng mẹ. Thì con ít có khi nào nói và tâm sự với ai bất cứ điều gì. Có chuyện gì con cứ chạy lên điện cha điện mẹ thôi. Con cứ lại và con cứ lao chùi như là mình rửa cái tâm của mình. Thì các anh chị em mà mình quét, mình lao bụi thì cũng như mình quét cái tâm của mình, mình rửa tâm của mình. Cho nên đó là những kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị em ở đây, là những gì của sư phụ nói đều là sự thật. Và những lúc tôi nhận được những sự dạy dỗ của sư phụ rất là nhiều, và nhận được trong giấc mơ rất là nhiều. Khoảng tầm 3-4 giờ sáng, mỗi lần mình có chuyện gì mà cũng là buồn hay là gì đó là sư phụ có mặt ngay. Những lúc chị ngồi thiền mà nghĩ đến sư phụ là sư phụ có mặt dạy dỗ ngay, bằng mọi cách, bằng trong giấc mơ, bằng trong thiền, trong lúc mình thiền. Thế gì điện thoại la hét hoài còn không nghe, phải bay tới phải không? Dạ. Giờ con nói cái đó thì dĩ nhiên điện mẫu lên thiên ai cũng biết rồi. Giờ con nói như vậy là năm nào con gặp sư phụ bằng cái duyên gì thì con kể đi. Thì đây là cũng là một cái chia sẻ thực sự năm ở cái mùa sư phụ hả? Con nhớ là hình như là năm 2021 sư phụ. Con cũng quên. Dạ. Thì lúc đó thì con cũng là con lên trên điện, rồi con cũng đi qua, con ở nhà đó thì con không có, con chưa có tượng của mẹ, nhưng mà con biết đến mẹ là qua, cũng qua chùa. Rồi cái chùa đó có thờ mẹ, nên con cứ về và thỉnh một quyển kinh rồi để lên trên cái trang bàn thờ, và sáng thì thỉnh kinh xuống đọc, thì cái trang không có gì hết, rồi để lên, rồi tối thỉnh xuống đọc, rồi một ngày 2 thời kinh. Thì vi diệu xảy ra, thì rốt cuộc tỷ được cái tượng của mẹ. Và sau đó thì lại được đi vô chùa. Lúc đó mùa Covid nên vô chùa cũng kinh thường xuyên lắm. Thì cái cô đó nói cái cô đó tên Cúc, bây giờ cũng là đệ tử của sư phụ, mới là chia sẻ cái thuyết xuồng. Thì nói về coi thì mình cũng open mind về mình xem cái thấp 3 cây nhang khấn mẹ, về hướng notice thấn cha thấn mẹ. Thì thấn nói nếu mà sư phụ là thái tử thật đó, thì cho con xin được gặp ngài trước khi con đi tu. Còn nếu mà thái tử giả như bao người trên mạng á, thì thôi đừng có cho con đến.
thì trong vòng 2 tuần lễ chưa đầy 1 tháng là lúc đó ở trên đây là núi bị cháy như tùm lum, không có ai được quyền lên hết. Vậy mà mẹ chuyển cho qua một cái một luôn. Và khi mà đến thì cũng phải dễ dàng, cũng tập thử thách thôi. Thì lên núi thì sư phụ cũng hẹn thứ sáng lên. Ừ, sư phụ lên thì cũng đem nhang, rồi đem nước, đem mọi thứ. Thì cũng nghe thuyết sư phụ nói trên này có đem thì đem nước, tại vì nước rất là hiếm trên này. Thì cũng đem chở một xe nước lên. Rồi xong rồi chờ sư phụ tới 90 giờ khuya thì không thấy sư phụ đến, thì cứ ở trên đó cứ quét lá, lau bụi, lau chùi hết điện này tới chuyện kia, đi làm sạch sẽ vệ sinh. Một mình mà vui vẻ lắm, hoan hỷ lắm, sung sướng ở trên núi, mà được ở trên núi mà dọn dẹp nhìn cảnh thì rất như ở thiên đàng, giống như mình đang ở trên thiên đàng buông hết. Thì mà lúc đó nóng dữ lắm, nóng vô cùng, nhưng mà mình lại đi mà tự nhiên biết số mật khẩu mật mã, đi vô từng cái điện mà lau, mà không biết là ai cho, là kỳ cục vậy đó, thì bấm cho nó ra. Đấy, thì mình cứ vô mình dọn dẹp tiếp. Cái đi về thì chỉ về chỉ để cái nốt lại là dài dài. Cái tự nhiên cái sư phụ vài hôm sau hay tuần sau để sư phụ gọi, thì nói là con đi về rồi. Lúc đó thì nói em chứ cũng chưa có gọi là sư con, cũng chưa gọi là sư phụ. Đấy, thì sư phụ nói ồ tiếc quá, tại vì các chư vị có nói là tỷ là một linh căn, thôi linh căn là cái gì vậy sư phụ, mình không biết nữa. Dạ, thế xong cái tự nhiên cái sư phụ nói tiếc quá, cái nó không sao, con qua lại. Thế sư phụ nói trời, thấy mấy mai bắt không sao, con qua, em qua lại. Cái là sư phụ cho cái hẹn ngày trước thứ bảy, cái là bạn qua. Dạ, và xem đó là cái gì, gặp sư phụ. Rồi sau đó sư phụ mới nhận là cái duyên mà sư phụ nhận làm đệ tử là như thế này. À, lúc đó thì có một cái chùa, thì ngày xưa tỷ cũng đi tu ở đó, thì mình cũng cả chùa bị Covid, hầu như là sư phụ cũng bị, mà nguyên một chùa bị dính Covid hết, nên tỷ mới khóc bù lu bù loa. Sư phụ ơi, lúc đó chưa gọi sư phụ, anh cứu sư phụ của em. Rồi xong rồi sư phụ nói ok, sư phụ sẽ thắp nhang khấn. Thì rồi xong rồi nói cả chùa, sư phụ nó cho tên nó nói dạ cả chùa bị luôn sư phụ à. Rồi anh kẹt xong cái sư phụ, anh kẹt là sư phụ á mới thấm. Mà 3 cái nhang của sư phụ, mà cả chùa, sư phụ ở nằm trong bệnh viện rất là nặng. Lại chừng mấy ngày sau sư phụ đi về, hết bệnh, không được đi về chùa. Chùa nào, chùa nào bệnh. Không có, mình không kể chuyện đó ai đâu, hiểu. Có ai có hiểu kịp không? Hiểu chùa nhưng mà. Chụp. Sư con Nguyên Nhữ là nhủ là sư phụ của người này. Người này muốn đi theo cái con nhũ tu. Con nhũ bị Covid, nhờ sư phụ khánh. Cũng hết, bán hết tài sản cho con nhũ. Trước khi gặp con nhũ gặp thầy cậu Chính, gặp thầy Lu Ma, thầy nào cũng gặp. Còn cái này nãy mà sư phụ cảm động là sao? Cứ bay qua bay về, sư phụ cho leo cây. Mà từ Houston qua San Jose, Houston San Jose. Thì ngay lúc đó tôi thấy có ai tặng cho núi Thiên Long Sơn một bức pháo này, rồi viết cái nốt nhỏ nhỏ là tên Vân, rồi để số điện thoại. Thì sư phụ chỉ muốn gọi để cảm ơn ai tặng nước cho núi. Rồi cái tụi nó ok, sư phụ đang ngồi trên núi nè, muốn gặp thì tới. Cái nó đã đáp máy bay về tới Houston rồi. Vậy mà trong cái trường Houston bay ngược lại. Thì từ đó sư phụ mới cảm động, mới nhận. Có nghĩa là không về nhà mà cũng còn quần quần cái trường. Cứ nếu mà ra xe thì chắc là không có ngồi đây quá không? Con về rồi. Về rồi hả? Về. Nhưng mà con ba người tên liền hả? Dạ không, một sư phụ cho hẹn tuần sau. À. Dạ, người con ba nhà. Sư phụ nhiều đại tử á, sư phụ nghe. Nhưng mà cái sư phụ nói không nghe, sư phụ chỉ nói là con có là hộ pháp, hộ sứ mệnh tại cốt rồng. Chứ không có nói con là linh căn, còn giờ con muốn làm linh căn này chưa? Con nghe sư phụ nói. Tôi chưa bao giờ hay nói chưa? Đứa nào linh căn thì mấy đó là của. Hiểu linh căn là cái gì xong vậy? À, con đừng có lộn xộn ra vô đó, con hộ pháp ở này cũng linh căn hết, căn hết sao? Linh căn là mấy người dùng danh từ ta nhập đồng mình đây đâu có. Một là hộ pháp, là sức mạnh. Để con gặp mấy người linh căn nhiều quá, con quen danh từ. Nói đứa nào linh căn nha.
giờ cái những người có linh căn tới đây rồi mới nói là linh căn. Rồi tới đứa đệ tử nào lên chia sẻ tiếp. Tới chị Phượng. Phượng Thác Sơn. Một người nữa là thôi nghe rồi làm bếp đây nha, tối rồi mình phải đi về. Chị Phượng cũng mệt rồi đó. Thank you thầy. Giúp mày cái bánh bếp đây bưng lên đây. Con kính thưa sư phụ, con cũng xin chào tất cả các huynh đệ tỷ muội. Em tên là Liên Tâm Phượng. Em chỉ kể lại những cái mà lần đầu tiên em biết đến sư phụ là như thế nào thôi. Thì là em có nhỏ em họ, nó ở bên Việt Nam, nó qua đây nó chơi. Thì nó đi qua bên Sam Hu Thầy nó chơi, và nó lại bay qua bên Tác Sập để nó thăm gia đình em. Thì nó nói chị Phượng ơi, em đi qua núi, cái núi nó tên là, nó không có nhớ tên gì đó, nhưng mà cái núi ở Thiên Long Sơn. Nhưng mà có cái ông đó, ông xây rất là nhiều cảnh đẹp ở trên núi đó, nhiều tượng lắm. Em có đến đó rồi, rất là đẹp chị Phượng ơi. Cái con mới nói là, ôi cái đó ông Việt Cộng á. Bởi vì ở bên Mỹ này chị biết là không có ai mà có nhiều tiền để mà mua cái núi rồi xây các tượng Phật hết trơn á. Dung ơi, cái đó ông Việt Cộng Dung ơi. Cái là con không có bao giờ con coi cái YouTube đó mấy của sư phụ hết. Sau đó có những cái lần sau đó thì có người nào đó giới thiệu con coi. Cái con coi một lần thôi là con mê luôn. Bởi vì đó là một cái núi rất là đẹp và để rất là nhiều tượng Phật. Mà con thì cũng là đạo Phật nữa, em cũng là đạo Phật nữa. Thì em rất là thích đạo Phật. Và thích tại sao mà có một người lại bỏ rất là nhiều thời gian quý báu mà bỏ tiền bạc để mà chỉ có là xây một cái công viên thôi như vậy. Tính của em là thích đi núi chơi, thì cứ mong muốn là đi đến đó để tham quan một lần cho biết. Nhưng mà tự nhiên lúc đó lại là Covid, không có đi được. Chỉ là ngồi coi YouTube hết cái YouTube này đến YouTube khác thôi. Và sau đó có một lần thì muốn đi mua vé rồi, cái tự nhiên nghe cái YouTube nói là Thiên Long Sơn bị đóng cửa, thôi phải cancel cái vé. Cái lần mấy lần sau nữa ráng, thôi mà sao thấy sư phụ nói đóng cửa mà sao tự nhiên cũng có nhiều người tới vậy. Người ta đi ra ngoài cái chỗ mà cái công ty của sư phụ đó. Thôi mình cũng mua vé luôn. Mình đi mua vé tới bữa đó, tới ngay cái công viên TNT của sư phụ ở đó. Chờ hoài, chờ 4 tiếng luôn cũng không thấy sư phụ. Thì có mấy người tới chờ, mấy người nói thường thường á sư phụ sẽ tới. Ráng chờ đi, tới 12 giờ là sẽ tới. Mà chờ hoài cũng không thấy. Họ nói ủa, thường thường á trước khi sư phụ tới là tất cả các đệ tử anh chị em tới họ quay phim. Nhưng mà bữa đó không có một người nào tới hết luôn. Tức quá, con gọi sư phụ mà sư phụ không có trả lời gì hết. Cái là thôi, cái con đi về nữa. Nhưng mà sau khi con về thì mấy chị nói thôi bây giờ con đi lên đây đi với mẹ, với em. Thì đi lên đây rất là có công sức rồi, thôi bây giờ đi lên núi đi. Lên núi Khấn. Thì con có lên núi Khấn ngay cái chỗ mà cái tàu đó. Thì may quá tự nhiên đang khấn xong có bác ba chạy tới. Bác ba nói tụi con muốn lên chùa lại, lên trên điện lại không? Thì bác ba cho con có gian, con leo vô đây lẹ đi. Leo lẹ lên để mà police nó tới. Thì đang leo lên cái tự nhiên police nó tới. Nhưng mà bác ba nói không sao, bác ba nói người nhà gì đó. Bác ba nói thôi, con lên đây, tụi con lên đây, trong gia đình lên đây. Thì bác ba cho 30 phút, tụi con lên nó lại đi. Bác ba chở lên đó lại 30 phút xong rồi chạy về. Đó là lần đầu tiên mà con được đến núi Thiên Long Sơn. Và sau đó thì cái lần thứ nhì là cái lần mà con đi Nam Cali đó. Thì lúc đó là con cũng rất là được may mắn có duyên và xin làm đệ tử là sư phụ nhận ngay cái bữa đó. Con xin cảm ơn sư phụ về cái việc mà đã nhận con làm đệ tử. Thì càng ngày con càng coi cái clip của sư phụ á, thì tự nhiên cái lòng thương mến, cái lòng mà con nhớ sư phụ ngày càng nhiều hơn. Con không biết là cái chuyện gì mà sao tự nhiên là con cũng rất là khó khăn để mà đi qua được đây. Tại vì con có ba mẹ con rất là lớn tuổi, ba con là dân HO thì đã 86 tuổi rồi, mẹ con cũng 80 tuổi thì cũng già yếu thì cũng có bệnh. Nhưng mà con đi con cũng rất là buồn,
Nhưng mà tại sao con cứ rất muốn, lúc nào cũng muốn đi qua Thiên Long Sơn, lúc nào cũng muốn gặp tới sư phụ. Mặc dù sư phụ không biết con là ai, nhưng mà con cũng muốn gặp thôi. Con là cái tính ân nghĩa đó. Và càng ngày thì bây giờ sư phụ cứ nói con là, sư phụ không có phải chỉ dạy con mà sư phụ dạy tất cả các anh chị em đệ tử là bây giờ các anh chị em ráng viết về Facebook hay ráng làm những cái YouTube. Thì con là, con cũng không có thì giờ nhiều, nhưng mà con cứ nghe lời sư phụ dạy vậy thì con bắt đầu con đã tạo cái Facebook. Thì cái Facebook của con á, là con nhớ lại những cái gì mà những cái lời sư phụ dạy, con ghi lại. Và những cái Facebook của con là những lời của sư phụ dạy cho con ráng ghi lại những cái đó và những cái cảm nghĩ của con gửi đến. Thì mong là con làm một cái chút gì đó để mà trả ơn cho sư phụ. Và con có một cái này nữa con muốn chia sẻ là con cũng đã có học thiền, con cũng mới biết thiền, cho nên là con cũng rất là muốn hướng dẫn chỉ lại cho những ai mà đã muốn học thiền. Đâu con rồi, đâu đây là hồi băng dạ. Dạ. Khi nào con dạy được sư phụ con hay dạ. Ok rồi, vậy thôi lắm rồi, chị chia sẻ con con. Happy birthday nè. Bưng cái bánh bát thê lên cho nó ngồi, cho ông ngồi cái ghế đó con. Happy birthday, happy birthday to you. Chị Hương. Okay, you want to say something? No, not là cái ống đâu, cái ống đâu có work đâu, đưa cái ống. No, no, cái ống trên hồi nãy mà chăng mình xong. Say something. Cái cây xanh đó con, đứa cây màu xanh. Say something, your birthday. Close to the mouth. Including you too. Yeah. Well, close to the mouth. Yeah. How are you? Your name? Happy birthday. Thank you. What is your name? Steve. Thiên Steve. Mấy đứa con có một người anh người Mỹ tên là Thiên Steve. Chết đi dù, chết rồi dù cứu sống lại ngồi đây bất đề. Thì cái câu chuyện dài lắm, nhưng mà nói chung là không còn ở đây được. No, happy birthday, you say something, say thank you everyone, and then... Thank you everyone. Put it in my mouth. Need a mouth, need a mouth inside a mouth. Bắt đen đây không? Không biết nào. Ai con cứ là bắt đầu đó. Ok. Rock song. Happy birthday. Nhờ sư phụ cứu ông lại thì từ hôm nay là người ta không còn thôi.
ngoài giờ mình hết giờ thường mệt mình muốn kết thúc buổi này chứ được không có buổi là buổi vui nào mà dài như mình từ sáng tới chiều như này. Mình thấy con không có biết mỗi lần hả? Mỗi lần không? Đi coi tiếng Nga ba nghe nay 2 tiếng là muốn về đúng không? Còn kiểu này từ sáng tới chiều mà không có nào muốn về á. Rồi cũng hết hơi á. Tóm lại hôm nay một số đệ tử Hội Thiên từ khắp mọi thành phố về Thiên Long Thổ, Thiên Long Sơn ăn dự buổi lễ Trung Thu. Thụ rất là cảm kích vui và thụ rất là một ngày đầy ý nghĩa kỷ niệm. Có những máy quay lại làm kỷ niệm khi tất cả các con về mỗi nhà, mỗi lưới về mỗi nhà. Đây là những món quà quý giá mà Nga rồi Thảo đã bỏ lên Facebook thì YouTube thì coi lại mình cũng vui, thì cũng là một kỷ niệm. Đó là gọi là cộng lực vui, cộng điển thanh mà này cộng lực vui. Còn có những người ta cộng nghiệp đi chung với cầu, còn chúng ta cộng nghiệp đi về đi về. Rất là vui hôm nay. Nếu mà mình còn giờ nữa, thôi còn giờ nữa thì Thụ sẽ tiếp tục. Có nhiều đứa muốn nói chuyện để làm kỷ niệm bữa nay á, đặc biệt á. Tại là khó lắm, lâu lâu mới gom đông vậy nè. Trừ khi những ngày Tết sẽ về đông hay là những ngày lễ của Thiên Tâm hay bữa 30 tháng 4 thì đông. Thì thôi Thụ ra một bài để tạm biệt mấy con nha. Nói sao nói, chúng ta sẽ không qua đất nước ở bên bờ Thái Bình Dương, bao nhiêu người khổ đang cần chúng ta và bao nhiêu nhiệm vụ lớn lao của Thụ sắp sửa làm. Và những đứa con Hội Thiên ngồi trong đây, những đứa mà gọi là sứ mệnh sẽ cùng với Thụ đi về để gặp sư tổ. Nên Thụ ra cái bài này để tặng cho Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Những đứa con bao nhiệt huyết dân đầy, man dòng họ của Lê Ly Nguyên Trần. Mẹ mặc cho con vải thô áo màu lam, mẹ giữ nuôi con dòng sữa Bắc Trung Nam. Con của mẹ
điều một dòng da vàng, quyết một lòng diệt hết lũ tham tàn. Trên đầu vôi dàn người vô mảnh thép, gái chiều chân bộ liêu đùi sáng lăng, mẹ môi cười nghe tiếng sông bạch đằng, con hương đào như dòng tiên vùng vẫy, vượt trường sơn nguyện quê bác bình vương, quyết một lòng đi giữ vững quê hương. Và còn nữa, con của mẹ còn dân tướng, lòng mẹ vui hành diện với đàn con. Nhưng mẹ ơi, giờ đây sao mẹ khóc, hai vai gầy rung rẩy nát tâm can. Lòng mẹ đau thương xót cạnh lầm than, áo nâu nghèo mẹ dắt để phơi thân. Một đàn con vội cuốn ơn mẹ nuôi dưỡng, súng đàn cày tan nát luống quê hương. Lệ hồng pho biên ải nước tràn gian, xót xa nhiều phương bắc chiến phương nam. Nhưng mẹ ơi, mẹ đừng than khóc nữa, vì chúng con tuổi trẻ vẫn còn đây, chúng con nguyện cùng ra sức đắp xây quê hương mình trong tự do ấm no. Xin mẹ yêu, mẹ đừng than khóc nữa, vì chúng con tuổi trẻ vẫn còn đây, chúng con nguyện cùng ra sức đắp xây, chúng con nguyện đi dựng lại quê hương. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Không phàn bồi dòng xưa thơm nuôi dưỡng, chúng con nguyện đi dừng lại quê hương. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi. Ok rồi, mình đi về nhé. Cái nào không lấy thì nó hồi quên vậy nè. Bốn bài nữa quên không? Bài nữa lấy ngợi quên nghe. Qua đây qua nhẹ nhàng.
thương thế cho con theo hai mùa nhìn quê hương là đường đi học con về dược bướm vàng bay quê hương là con diều biển tuổi thơ con lá trên đồng quê hương là con đò nhỏ em đềm của nước ven sông quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về non lá nghiêng tre quê hương là đêm trăng hoa cao rụng trắng ngoài thêm quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi hoàn nhiều quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về nón lá nghiêng tre quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thêm quê hương mỗi người chỉ một như là một mẹ thôi quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi thân quê hương là trùng khế ngọt con treo hai mùa mình quê hương là đường đi học con về ruột buông vắng bay quê hương là con diều biển tuổi thơ con lá trên đồng quê hương là con đò nhỏ em đền vua nước ven sông quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về nón lá nghiêng tre quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thêm quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi quê hương nếu ai không nhớ sẽ nói thần người phải không cha lúc quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về nón lá nghiêng tre quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thêm quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi hoàn người quê hương nếu ai không nhớ sẽ không